chương 721, có thích hay không không cũng. Thích, 18 ở trong nước du động, sau đó xuất hiện mấy chữ thật thật tô. Kỳ gật đầu, đoạn Kiều là tương đối nghe lời, còn lại tâm trí đều không toàn bộ, nhưng là biết rõ không hoàn toàn. Tại sao còn muốn trừng phạt bọn họ đây, bởi vì tức giận a, à, đặc biệt đừng nóng giận. Chồng nàng Tân Tân khổ khổ kiếm tiền, nàng đều không nỡ bỏ phá của những người này sẽ tới phá cuộc, con ruột đều vô dụng, sau đó Tô Kỳ cười hít mắt đi tìm đàn đàn. Với 17, hai cái này xử lý không tốt, một cái cứng rắn một cái so sánh vật hệ. Đàn đàn bên này Tô Kỳ đem nó đóng băng lại, sau đó đem điện thoại di động đặt ở nó bên cạnh. Chủ yếu là phát ra tin tức, phát ra là chứng 108 bên trong cách làm, thử trước một chút có hữu dụng hay không, về phần 17. Dùng muối bao trùm, làm một cá mặn rớt tại sân thượng đề phòng rừng vứt bỏ, dùng mấy cây băng châm cố định trụ thân cá. Sau đó ở bên ngoài chịu đựng gió thổi mưa rơi, lúc nào biến cá liên quan lúc nào đi xuống, sau đó. Tô Kỳ suy nghĩ một chút nói, nếu như nuôi con mèo liền có thể, có thể ăn cá. Nghe được cái này 18 cả người run lên, mèo A, à, nó thật giống như trước gặp qua một cái. Đặc biệt kinh khủng, làm xong những thứ này, Tô Kỳ mới phủi phủi tay nói, được bắt đầu thu dọn nhà tâm tình thoáng cái rất nhiều lúc này giang tả cũng mua xong thức ăn không bao lâu liền mở cửa vô nhà sau đó vừa tiến đến liền thấy tô kỳ ở thu dọn nhà loạn coi như tivi còn hủy phòng khách bàn cũng phế cho nên hồng thự liên quan tô kỳ thấy giang tả đi vào liền cười nói đồ vật đuổi phòng bếp đi sau đó cùng ta đồng thời thu dọn nhà giang tả không có trả lời đem đồ vật đuổi phòng bếp sau liền bắt đầu tìm hồng thự, rất nhanh thì tìm tới trên ban công. Hắn thấy hồng thự ở khối băng trong, còn chứng kiến nó cả người đều là băng châm. Cộng thêm nó nước mắt cũng rơi ra tới. Giang tả lăng xuống, sau đó thấy đản đản cả người phát run, giang tả hiếu kỳ. Không phải là nhìn tin tức mà, đây là nhìn quỷ phiến, sau đó thấy phía trên đang ở gõ xác chiên. Chứng, giang tả. Về phần 17 vậy, giang tả nhìn thấy 17 một bộ tuyệt vọng dáng vẻ cũng không biết thế nào, bất quá đóng vào trên tường hẳn không thoải mái, sau giang tả đi. Vào, hắn phát hiện một chuyện tô kỳ, thật là độc ác. Những thứ này, hắn cũng sẽ không. Hắn nhiều lắm là muốn giết chết những người này, tô kỳ lúc này đạo, còn chưa tới hỗ trợ, giang. Tả kêu, tới, lần này bọn họ hoa hứa, cửu thời gian mới đem gian phòng thu thập xong. Sau tô kỳ lại tiếp lấy nấu mì. Cuối cùng mới ngồi ở trên ghế dựa vào giang tả đạo, mệt chết người, giang tả đạo tối nay ngủ một giấc thật ngon liền có thể tô kỳ nằm ở giang trên vai trái đạo ta hiện thiên như vậy chuyên cần không phải là hẳn phải thưởng ta sao bạn gái muốn dỗ phải thường lão bà khẳng định cũng phải a à. giang tả mặt không chút thay đổi nói ta cho ngươi múc mì đi đem tô kỳ đỡ lấy ngồi thẳng sau giang tả liền thật đi múc mì tô kỳ cũng không ở ý mà chỉ nói tivi lại xấu giang tả đạo ngươi đồ vật có hay không xấu Tô Kỳ cười nói, đồ trọng yếu là vẫn còn, bất quá bình hoa cái gì lại không, Giang. Tả đem mặt đặt tại Tô Kỳ bên cạnh đạo, vậy thì mua nữa a à, TV bàn, đều có thể mua Tô. Kỳ nhìn Giang tả đạo, lại có thể đi xem tiểu học đồng học nha, vui vẻ không? Giang tả ăn miệng mặt đạo, không có cảm giác, vậy ngươi xem ai có cảm giác? Tô Kỳ hỏi, sau đó Tô Kỳ cứ nhìn Giang tả. Rất rõ ràng nàng đang chờ mong một cái câu trả lời, Giang tả nhìn Tô Kỳ đột nhiên hỏi ngươi nói ánh mắt ngươi đẹp mắt hay là ta ánh mắt đẹp mắt tô kỳ ngồi xong sau đó bày hai chân đạo nhất định là ta à ta là đại mỹ nữ giang tả tiên sinh tự mình khen người khác cảm thấy ta thế nào không trọng yếu ngược lại giang tả tiên sinh cảm thấy ta là đại mỹ nữ giang tả cười nói ừ tô kỳ tiểu thư là đại mỹ nữ nhưng là ánh mắt nhưng mà tô kỳ tiểu thư một bộ phận có thể ánh mắt ta bên trong có nghiêm chỉnh cái tô kỳ tiểu thư cho nên ánh mắt ta mới là đẹp nhất. Bởi vì ta trong mắt chỉ có đẹp nhất ngươi. Ngừng hạ giang tả lại nói, bởi vì thấy chỉ có ngươi. Cho nên có thể để cho ta có cảm giác tự nhiên cũng chỉ có ngươi, tô. Kỳ nhìn giang tả, sau đó đem chân đặt ở giang trên chân trái, tiếp lấy đưa tay nói. Dìu ta tới. Giang tả miểu tô kỳ liếc mắt, tiếp theo sau đó cúi đầu ăn mì, ăn cơm đây ôm làm sao còn ăn cơm tô kỳ lạnh lùng nhìn giang tả sau đó nói có lúc thật muốn đem ngươi đè xuống đất đánh lão công nhà ta một chút tình thú cũng không có sạch biết phá hư bầu không khí giang tả đạo lúc ăn cơm sau khi lại không thể ăn nhiều cơm à tô kỳ đem chân thu hồi lại sau đó nói ăn a à, liền ăn nhiều cơm cho nên tối nay cũng tốt ngủ ngon thấy tô Kỳ mỉm cười nhìn Giang Tả Đạo, hy vọng Giang Tả Tiên Sinh tối nay có thể ngủ ngon, Giang Tả, ngày thứ hai, Giang Tả chật vật mở mắt ra. Bất quá tỉnh lại thời điểm, Tô Kỳ đã thức dậy, hoặc có lẽ là Tô Kỳ không tại người bên tối hôm. Qua coi là thật nghĩ lại mà kinh, hắn không phải là chính nhi bát kinh ăn cơm mặc kia sai. Lúc này Tô Kỳ mở cửa đạo, đứng lên ăn điểm tâm. Ta đoán ngươi khẳng định lại muốn đi đi làm là Giang Tả khẳng định được đi làm ở nhà ai biết Tô Kỳ sẽ làm chứ sao, ngày ngày suy nghĩ giả bộ là cái gì? Chờ đến Giang Tả đứng lên rửa mặt sau, sẽ đến phòng bếp. Quả nhiên Tô Kỳ đã chuẩn bị xong điểm tâm, lúc này Tô Kỳ an vị ở Giang Tả bên người. Nàng thuận tiện đem chính mình dây cột tóc cởi ra, Giang Tả tự nhiên biết chuyện thứ nhất hẳn. Làm gì? Bất quá chói thời điểm, hắn vẫn mở miệng nói, người mình không phải là chói cũng rất tốt tô kỳ cười nói, đúng vậy, nhưng là ta thích ngươi cho ta chói. Liền là ưa thích, ngươi thích cho ta chói không, Giang? Tả đạo có thích hay không? Không cũng thích. Còn không chờ Giang Tả nói xong thời điểm, Tô Kỳ ánh mắt lạnh lùng liền nhìn chằm chằm Giang Tả, phảng phất câu kế tiếp nói sai. Hôm nay cũng không cần đi làm, đối với Giang Tả trả lời. Tô Kỳ rất thích, hoặc có lẽ là rất thích như vậy sinh hoạt, giống như trước. Chỉ cần Giang Tả không tức giận, như vậy đối với Tô Kỳ mà nói, sinh hoạt chính là tốt đẹp. Đúng, ngươi được nhớ phải giúp ta đem điện thoại di động cầm về. Tô Kỳ nói, Giang Tả gật đầu, cái này hắn tự nhiên nhớ, giúp Tô Kỳ cột chắc tóc. Giang Tả liền ăn điểm tâm ra ngoài. Giang Tả vừa đi, Tô Kỳ liền phát hiện chính mình dường như buồn CSA sắc n tv xấu. Điện thoại di động cho đàn đản, Hồng Thự không thể trêu chọc vậy còn có thể làm gì tu luyện một chút hứng thú không có sau tô kỳ sẽ đến sân thượng nơi này có hai bồn hoa một cái so sánh lớn một chút cây một là rất phổ thông hoa dài cũng không biết trồng nàng cái gì thẩm mỹ bất quá cũng loại tô kỳ chỉ có thể tự ra tới tưới tưới nước sau đó tô kỳ liền thấy câu cá đoạn kiều cười nói đoạn kiều chúng ta tới ngoạn du hí đi đoạn kiều đoạn kiều mặc dù rất ít với nữ chủ nhân tại một cái nhưng là nữ chủ nhân sẽ còn chơi đùa trò chơi gì, liên miên bất tận, lộn ngược ra sau. Kiều Mọc nhiều chút tuyệt vọng. Chương 722, nói ra ngươi khả năng không tin, ta bên trong 5 triệu. Giang Tả rất nhanh thì đi tới bán sảnh, đi tới nơi này thời điểm. Giang Tả rất tự nhiên liền lấy đến tô kỳ điện thoại di động, bất quá. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhà ở còn không có mua a. À. Thừa dịp bây giờ có thời gian có phải hay không hẳn mua lại? sau giang tả tùy ý mua cái điện thoại di động, lại đem một tấm rút số thẻ. lần này giang tả không có trực tiếp mở ra, mà là hỏi chúng giải cây số sau đi ra ngoài mở ra ân không có ngoài ý muốn, lại chúng thưởng. sau đó giang tả bấm trước lão giả điện thoại, hồ hứa cửu điện thoại mới thông, đối diện rất kinh ngạc phá hiểu tiểu hữu giang tả không có dư thừa lời nói, chỉ là nói có chuyện muốn nói với ngươi, lão giả mặc dù không rõ bạch phá hiểu muốn làm gì nhưng là vẫn đạo ngươi đang ở đâu ta đi tìm ngươi giang tả đạo mở cửa đi ta ở các ngươi miệng ở phòng làm việc lão giả lăng xuống có ý gì phá hiểu đã tới rất nhanh hắn mở cửa phát hiện phá hiểu thật đứng ở hắn cửa phòng làm việc biết hắn ở đâu cái này liền thật khó khăn chủ yếu là hắn thế nào đi lên phải biết phía trên nhất tầng lầu cũng không tốt như vậy đi lên không phải là ngươi dựng thang máy là có thể lên tới, là không biểu hiện chính mình quá vô tri. Lão giả không có đi hỏi cái vấn đề này, mà là hỏi, phá hiểu tiểu hữu tìm ta là vì cái gì? Giang tả đem chúng giải thẻ ném cho lão giả nói, đem khen thưởng đổi xuống, lão. Giả nhận lấy thẻ, sắc mặt vô cùng khó coi, lại chúng Người này là dự định mua một lần đồ vật bên trong một lần, bọn họ những người này mặt mũi rốt. Cuộc muốn để nơi nào? Tâm lý không thoải mái, lão giả tự nhiên sẽ không nói ra, người này đặc biệt tà. Còn là bình thường đến đây đi, tiểu hữu dự định thế nào đổi? Lão giả hỏi, đổi 5 triệu đi. Giang Tả nói, lão giả sắc mặt hơi khó coi, 5 triệu linh thạch. Vị này miệng còn thật không nhỏ, bất quá suy nghĩ một chút. Cũng mới 5 viên thất phẩm a, cũng là có thể đáp ứng, Giang Tả lắc đầu, đạo. 5 triệu hiện thế tiền, cát lần này lão giả sắc mặt càng khó coi, bọn họ thường chỉ đáng. Giá số tiền này, 5 triệu hiện thế tiền, ở 5 triệu linh thạch trước mặt. Thật là không có chút nào khả năng so sánh, nhưng là, người này lại liền muốn hiện thế tiền. Đây không phải là đang vũ nhục bọn họ chứ sao? Suy nghĩ một chút cũng không đúng, dưới tình huống bình thường hắn đều là trực tiếp vứt bỏ. Kia làm nhục cũng không hề yếu, cuối cùng lão giả bất đắc dĩ nói, không thành vấn đề. Lão giả luôn cảm giác bọn họ tới nơi này cái không biết dùng người. Cũng không biết cái này phá hiểu cuối cùng đến cùng sẽ có cái gì dạng thành tựu, đương nhiên. Hắn càng tò mò hơn phá hiểu thế lực sau lưng, hy vọng hắn không có đoán sai đi. Sau Giang Tả lấy được 5 triệu, hắn còn đặc biệt hỏi. Một bộ có thể hay không trúng giải, lấy được câu trả lời hắn hài lòng hơn. Một bộ trúng giải chính là tiền mặt, bất quá hai cái giải thưởng bất đồng, cho nên Giang Tả không nói hai lời trực tiếp lựa chọn đổi nhau hắn nói rõ quả thực không được hắn sẽ thấy đi xuống mua món đồ những lời này để cho lão giả cũng muốn học máu thì ra như vậy người này là vẫn tưởng thưởng ở giữa thường chúng giải hãy cùng chơi đùa tựa như giang tả không để ý những thứ này bây giờ có tiền hơn nữa còn là bình thường con đường tới tiền có thể đi tô kỳ kia khoe khoang xuống còn có thể bình thường mua phòng ốc, nhà ở chuyện kéo thật lâu, bây giờ hiếm có không? Không thể lại kéo, cho nên Giang Tả lần này liền ủy thác đều không đi xem. Mà là trực tiếp rời đi thiên hòa tập đoàn. Lựa chọn gọi điện thoại cho chủ nhà, Giang Tả một đánh tới, đối phương liền kinh ngạc nói, nhé. Tiểu Giang, ta vừa vặn có chuyện muốn nói với các ngươi, Giang Tả hiếu kịp thế nào? Chủ nhà là một bác gái, nghe nói nhà nàng nhi tử con gái cũng đặc biệt tiền đồ. Phòng này lúc trước thiếu ở cho nên mới dùng để cho mướn, chủ nhà đạo. Các ngươi phòng ở tử là tháng sau đến kỳ đúng không, Giang? Tả gật đầu, "Ừ, ngày mùng 1 tháng 1 đi, bây giờ tháng 11." Cũng miễn cưỡng coi là tháng sau, chủ nhà, vậy các ngươi được mau sớm tìm nhà ở. Phòng này không có cách nào cho mướn cho các ngươi, Giang Tả cau mày, "Tại sao, chủ?" Nhà bất đắc dĩ nói, "Muốn bán, nơi này vốn cũng không phải là quê quán, giữ lại cũng vô dụng." hơn nữa bởi vì ta nhi từ công việc duyên cớ chúng ta muốn xuất ngoại bên này nhà ở căn bản là không để ý tới được bán chủ nhà vô cùng bất đắc dĩ trên thực tế nàng cũng không muốn rời đi cố thổ đáng tiếc a à, người lão có lúc không phục cũng không được giang tả lập tức nói chủ nhà đem nhà ở bán không chủ nhà đạo cái đó ngược lại không có không phải là các ngươi còn ở mà sợ ảnh hưởng các ngươi dọn nhà, đặc biệt nghĩ tưởng cho các ngươi dọn ra ngoài sau đó mới bán. Tiểu tô tiểu cô nương kia là thực sự được người ta yêu thích. Không phải là muốn bán thật đúng là không muốn để cho các ngươi rời. Giang tả thở phào, còn không có bán liền có thể, ngay sau đó giang tả đạo, chủ nhà, vừa vặn. Ta điện thoại cho ngươi, là nghĩ mua kia sáu phòng, theo như cảnh đời giá cả coi là. Ta chịu đựng nổi điện thoại đối diện lăng xuống ngay sau đó cười nói tiểu giang tiền đồ nha lúc này mới nửa năm chứ không là sự nghiệp không để ý tiểu tô chứ giang tả lắc đầu không có đâu chỉ không có rõ ràng hay lại là tô kỳ là tông môn mãn hắn lâu như vậy còn chạy đi đi công tác trực tiếp tạo thành bi kịch chẳng qua nếu như là đời trước đối mặt loại tình huống này phải làm sao nhắc tới chỉ cần đi mua cái vé số liền có thể chứ giang tả cảm thấy nhất định chúng giải chủ nhà đạo vậy ngươi chắc chắn chứ ta liền không tính treo trung gian còn có thể cho ngươi tiết kiệm một khoản tiền giang tả gật đầu ân một tiếng nói lúc nào thuận lợi chủ nhà đều có thể tới tìm chúng ta suy nghĩ một chút giang tả lại nói hay lại là nhanh lên đi chúng ta qua mấy ngày khả năng không ở nhà chủ nhà đạo có thể ta sẽ đi ngay bây giờ tìm các ngươi các ngươi ở nhà chứ giang Tả đạo, Tô Kỳ bây giờ đang ở ra, ta lần này trở về sau. Khi thương nghị, bọn họ liền cúp điện thoại, tiếp lấy Giang Tả liền cho Tô Kỳ gọi điện thoại, thông sau. Giang Tả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chủ nhà muốn bán nhà cửa. Nói chúng ta được dọn ra ngoài, Tô Kỳ lăng xuống, kích động nói, tại sao có thể sau? Đó Tô Kỳ ủy khuất nói, ta nghĩ rằng mua lại. Tô Kỳ muốn mua thật ra thì có rất nhiều biện pháp, nhưng là nàng dù sao cũng là người vợ tự do phóng khoáng đi nữa cũng phải cố chồng nàng, hơn nữa bọn họ là người bình thường. Nếu như không mua lại, Tô Kỳ vẫn có có chút mất mát nhưng là có Giang Tả ở liền có thể. Chuyển sang nơi khác vẫn là có thể ở, lúc này Giang Tả đạo, chủ nhà chờ chút về đến nhà. Ta đã nói với nàng, chúng ta muốn mua, Tô Kỳ kinh ngạc, chúng ta có tiền không? Không phải là đói sao? Giang Tả đạo, có A, à, ta hiện sớm bên trong 5 triệu, Tô Kỳ không tin, ngươi lừa gạt ai đó người đều không mua vé số người, ngươi có phải hay không chạy đi vay tiền? nếu là quá khó khăn, không muốn cũng không cần. nếu như Giang Tả đồng ý, nàng đều có thể tìm sư phụ sư tỷ hỗ trợ. nhưng là Giang Tả nhất định phải cố chấp lời nói. nàng kia khẳng định nghe Giang Tả. Giang Tả đi đang trên đường trở về nhà đạo. nói ra ngươi khả năng không tin ta là ở bán trong sảnh thưởng tô ký. chấm hỏi bán sảnh cái này tô kỳ vẫn có nghe nói qua nghe nói chỉ cần là thiên hòa tập đoàn chỉ cần mua đồ liền đều có chúng giải cơ hội ở nơi nào mua đồ là thực sự vật mỹ giới liêm nhưng là chúng giải nào chỉ là không dễ dàng đó chính là vạn năm bên trong không thường một lần có người cảm thấy vậy cũng là gạt người như vậy chồng nàng làm sao lại chúng giải vận khí có tốt như vậy sao suy nghĩ một chút tô kỳ lại cảm thấy chồng nàng vận khí là thực sự được dù sao tĩnh nguyệt tỷ một mực nói như vậy. Hơn nữa nàng tai ách tiền tệ cũng là chồng nàng áp chế cuối cùng tô kỳ đạo cho nên. Chúng ta phát tài, người có thể ngày ngày theo ta, giang. Tả lăng xuống, hắn cảm thấy có cần phải để cho chủ nhà đòi hỏi nhiều. mươi 723, Tô Kỳ thích nhất ngươi. Giang tả rất nhanh thì về đến nhà, dọc theo đường đi hắn đều ở quấn quýt Tô Kỳ câu nói kia ngày ngày theo nàng thật ra thì ngày ngày theo nàng là không có vấn đề gì chán cũng chán không đi nơi nào nhưng là ngày ngày ở nhà cũng không phải là một chuyện chủ yếu nhất vẫn là muốn với ngoại giới tiếp xúc đi làm là sinh hoạt một bộ phận có tiền hay không không có vấn đề bất quá để cho giang tả kinh ngạc là tô kỳ dường như lại phải thăng cấp không phải là tối nay chính là ngày mai thật là đáng sợ Tô Kỳ u oán nói, cho ngươi ngày ngày theo ta, có kinh khủng như vậy sao, Giang? Tả trở lại một cái, Tô Kỳ sẽ không trêu chọc 18 với đoạn kiều chơi đùa, đoạn kiều thật sâu. Cảm thấy làm một cái danh xứng với thực kiều là thoải mái nhất. Còn có chính là nó cũng hy vọng đại ma đầu ngày ngày phụng bồi nữ chủ nhân, thật đây là toàn. Dương Đài Tâm nguyện, phàm là có ý thức đều có ý tưởng này. Giang tả đạo, không đi làm ngày ngày ở nhà, dễ dàng cùng hình thái xã hội trạch đường dày. Hơn nữa tiền tổng có hoa hoàn một ngày. Cũng không thể hy vọng nào ngày ngày chúng giải không phải là chúng ta còn phải nuôi hài tử. Nghe nói nuôi hài tử đặc biệt đắt. Tô Kỳ nháy mắt nhìn Giang tả đạo, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, Giang tả hỏi, vấn đề gì, Tô? Kỳ đạo, chúng ta hài tử sau khi lớn lên, có muốn hay không để cho hắn tu chân, Giang? tả nhún vai ngươi hỏi ta làm gì hỏi hắn đi a à, ta theo hắn lại không quen tô kỳ mắt trợn trắng ta theo hắn cũng không quen a à, ta không phải hỏi ngươi giang tả đạo vậy thì ném đến chứ tu liền tu không tu sẽ không tu hắn vui vẻ là được tô kỳ đạo được rồi vậy thì ném đến bất quá nếu là ở thánh địa nhất định sẽ bị kéo đi tu chân giang tả suy nghĩ một chút vậy cũng không nhất định vạn nhất không có chút nào thiên phú Ai dạy hắn tu chân A, à, trừ phi hắn tự mình dạy, nhưng là... Hắn vì sao phải dạy, cảm giác thật là phiền phức dáng vẻ. Suy nghĩ một chút vẫn có không làm một bí cảnh, để cho hai tử chính mình đi dày vò đi. Hắn vẫn an tâm theo Tô Kỳ đi, tu liền tu chứ, ngược lại không ảnh hưởng chúng ta liền có thể. Giang tả nói, Tô Kỳ đạo, ngươi khẳng định không phải là một cái hợp cách phụ thân. Giang tả mặt không chút thay đổi nói, ta là hợp cách trượng phu liền có thể, Tô. Kỳ nhìn Giang Tả cười nói, người nói ta là nên cao hứng đâu rồi. Hay là nên tức giận chứ, nhưng mà còn không chờ Giang Tả trả lời. Đã có người gõ cửa, nhà hắn không có cửa chuông cao đoan như vậy đồ vật. Nhất định là chủ nhà tới. Tô Kỳ đối với Giang Tả le lưỡi, chạy đi mở cửa, mở cửa một cái. Thấy quả nhiên là chủ nhà bác gái, chủ nhà vừa nhìn thấy Tô Kỳ liền cười nói, nhé, tiểu tô vừa đẹp, tiểu giang thật là có có phúc, tô kỳ cười nói, cảm ơn chủ nhà. Sau tô kỳ liền đem chủ nhà mời vào, vừa tiến đến chủ nhà liền lăng xuống, phòng khách bàn xấu. Tivi cũng xấu, chủ nhà không khỏi nói, các ngươi cãi nhau. Tiểu giang động thủ, giang, tả mặt đầy không nói gì, bình thường động thủ, đều là tô kỳ chứ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tô kỳ lộ ra nhu thuận nhất là theo người khác tô kỳ lập tức giải thích không có là trong nhà nuôi sủng vật cho giày vò xấu chủ nhà tràn đầy đồng cảm ngươi nói như vậy thật đúng là nghĩ đến là nuôi chó quả thật cần phải cẩn thận nhiều chút Người nói bây giờ cầu từng cái nuông chiều từ bé còn chỉ biết dằn vặt lung tung giày vò hoàn còn không xem ra gì ta lúc còn trẻ nuôi nhi tử đều không như vậy nuông chiều hơn nữa nuôi chó cũng không phải như vậy nuôi lão rồi tô kỳ đạo chủ nhà còn trẻ còn rất đẹp chủ nhà cười nói miệng ngọt như vậy có phải hay không muốn cho ta cho các ngươi bớt tô kỳ nhu thuận gật đầu ân ân chủ nhà thoáng cái càng vui vẻ hơn nhà ta con dâu có ngươi tốt như vậy liền có thể tiểu giang thật là có có phúc giang tả thật ra thì cũng cho là như vậy cưới được tô kỳ thật là vận khí tốt bất quá hắn không nuôi chó hắn thích ăn nuôi ngày nào liền bị ăn đến lúc đó tô kỳ vậy không tốt giao phó bây giờ ăn hồng thự đều có thể không tiện lắm sau chủ nhà với giang tả bọn họ an vị ở trên ghế salon nhà ở chuyện vẫn là phải thương lượng chủ nhà đạo ta cũng không phải làm khó các ngươi hơn nữa tiểu tô miệng ngọt như vậy ta có thể so với giá thị trường thấp điểm bán cho các ngươi nhưng mà các ngươi thật có tiền không có thể đừng xính cường giang tả lắc đầu chủ nhà không cần để ý tô kỳ chút tiền này chúng ta có để cho chủ nhà thua thiệt liền không được tâm ý chúng ta lĩnh tô kỳ ở vừa gật đầu loại sự tình này giang tả nói cái gì chính là cái đó chủ nhà nhìn giang tả sau đó lắc đầu không giống nhau giang tả không hiểu tô kỳ cũng không hiểu chủ nhà đạo khí chất không giống nhau với ban đầu mướn phòng thời điểm so sánh tiểu giang hoàn toàn tưởng như hai người ta mặc dù lão nhưng là loại này phân biệt năng lực vẫn có là thành thục đi tô kỳ nhìn giang tả sau đó nói cảm giác là có chút không giống nhau nhưng là vừa thật giống như không có thay đổi gì đoạn thời gian trước nàng cũng có cảm giác sau đó liền không có cảm giác chủ nhà cười nói hai vợ chồng cảm giác chắc chắn sẽ không quá lớn người đứng xem sáng suốt chứ sao bất quá bớt là khẳng định bớt ai bảo ta thật rất thích tiểu tô đây, hơn nữa chút tiền này với ta mà nói. Thật ra thì cũng không trọng yếu như vậy. Tạm thời cho các ngươi mới quà đính hôn đi, không cần cự tuyệt dù sao. Hiếm có ta như vậy tốt chủ nhà, các ngươi phải nhường ta mỹ danh truyền lưu không vâng, vừa. Nói chủ nhà cũng không khỏi cười, giang tả nhìn chủ nhà, cuối cùng gật đầu. Tô Kỳ thấy Giang Tả gật đầu, liền từ trên người xuất ra một khối ngọc đối phương chủ nhà đạo chủ nhà cái này đưa ngươi làm đáp lễ nha là ta lúc trước bùa hộ mạng không việc gì mang trên người có thể hàng năm ít thọ ta còn trẻ cũng không cần chủ nhà nhận lấy ngọc phát hiện đúng là phổ thông ngọc thạch sau đó cười nói vừa mới còn nói tuổi trẻ bây giờ liền còn nói ta lão nói tới chỗ này tô kỳ với chủ nhà đều không khỏi cười lên giang tả nhìn khối ngọc kia cũng không nói gì vậy thật là không phải là phổ thông ngọc bất quá tô kỳ cán sự cũng là hắn muốn làm nếu tô kỳ làm hắn cũng không cần phải phiền toái đi nữa làm nghĩ tới đây giang tả thì nhìn hướng tô kỳ tô kỳ nhận ra được giang tả ánh mắt le lưỡi sau chính là giá cả vấn đề giang tả xem qua giá thị trường cuối cùng chủ nhà cho ra giá cả quả thật so với giá thị trường thấp rất nhiều là thực sự yêu đãi rất nhiều cái này hoặc giả cũng là duyên đi, bởi vì chủ nhà vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Tô Kỳ cho nàng khối ngọc kia, trong tương lai một ngày nào đó cứu cả nhà của nàng mệnh, phía sau chính là trực tiếp đi làm thủ tục, mặc dù thật phiền toái. Nhưng là Tô Kỳ đặc biệt cao hứng. Tô Kỳ cao hứng giang tả liền cao hứng. Giang tả cao hứng phiền toái đi nữa chuyện cũng sẽ thuận lợi làm được một buổi xế chiều bọn họ chỗ ở nhà ở, liền hoàn toàn thuộc về bọn họ, phía trên có giang tả với Tô Kỳ tên. Đang cùng chủ nhà cáo biệt sau, Tô Kỳ liền cao hứng ôm giang tả vui vẻ nói. Thích nhất ngươi, giang tả mặt không chút thay đổi nói, chung quanh đều là người, sao? Đó Tô Kỳ lăng xuống, tiếp lấy liền cúi đầu, kéo giang tả nhanh chóng chạy đi. Kinh quản sẽ ngượng ngùng, kinh quản sẽ bị người nhìn chăm chú nhưng là Tô Kỳ là thật cao hứng, kia nhưng là bọn họ phòng tân hôn, đối với Tô Kỳ mà nói. Bất kỳ phòng mới cũng không có cái đó nhà ở tốt, nơi đó thừa tái vợ chồng bọn họ sinh hoạt. Chương 724, Thánh nữ Tĩnh Nguyệt cho ngươi nhắn lại. Thánh nữ mật thất Tĩnh Nguyệt lại một lần nữa tiến vào lịch luyện, liền ác thú. Lại hấp thu tiên linh khí, Tĩnh Nguyệt cũng không biết lần này cần lịch luyện tới khi nào, còn Có chính là không biết, dấu ấn sẽ thăng cấp thành cái dạng gì. Dấu ấn sẽ thế nào thăng cấp tĩnh nguyệt không biết, nhưng là nàng biết. Chính mình liền muốn ba, bảy, thật là đáng sợ A chấm bao nhiêu tháng A. Nàng lại liền muốn hướng tứ dai chạy nước rút từ cổ trí kim. Còn có ai có thể cùng với nàng so sánh? Bất quá thánh địa lại để cho nàng trở nên mạnh mẽ nhanh như vậy. Có phải hay không cũng ý nghĩa yêu cầu nàng trở nên mạnh mẽ giải quyết vấn đề, nhưng là... Địch nhân xuất hiện rõ ràng đều không phải là nàng có thể giải quyết nếu không phải nam trừ bị thánh nữ các nàng thật đối phó sao cho nên nam trừ bị thánh nữ rốt cuộc là ai tĩnh nguyệt lắc đầu một cái cái này còn không cách nào biết được bất quá cũng không cần quá để ý chỉ cần là trừ bị thánh nữ luôn có gặp mặt một ngày rất nhanh tĩnh nguyệt liền bắt đầu đối mặt lịch luyện đối với tĩnh nguyệt mà nói lịch luyện là thống khổ nhưng là lịch luyện sau liền đặc biệt thoải mái bởi vì mỗi lần cũng sẽ thăng cấp nàng năng lực có thể nhanh chóng lấy được tăng lên bất kể là tu vi vẫn kinh nghiệm vậy cũng là thật giết ra tới đáng tiếc duy nhất là đi ra khỏi nhà địch nhân quá mạnh không có có bất kỳ tác dụng gì kinh lịch hứa cửu lịch luyện tĩnh nguyệt cuối cùng kết thúc ở sau khi kết thúc tĩnh nguyệt thành công tiến vào ba bảy có thể nói nàng là xưa nay thăng cấp nhanh nhất thánh nữ chừng 20 đến gần tứ giai, này cũng có thể là tu chân giới truyền kỳ, nhưng là năm nay. Truyền kỳ quá nhiều, tĩnh nguyệt cũng không cái gì tốt lộ ra tự hào, tiểu oán phụ không tu. Luyện tu vi theo sát phía sau, em rể ma pháp tu luyện 2 tháng. Có tam giai thực lực, hơn nữa tăng lên ma pháp phương thức chưa bao giờ nghe. Lại còn có thể đánh nguyên tố, cái nào ma pháp sư có thể tùy tiện đánh nguyên tố, quan trọng hơn là hắn còn có một vốn mạnh nhất trong lịch sử ma pháp sư sách cho nên tĩnh nguyệt thật tò mò viễn cổ thời kỳ những người đó có phải hay không so với nàng bây giờ còn yêu nghiệt hơn tỉ như tần thiên là tĩnh nguyệt không có nghĩ sai viễn cổ thời kỳ tần thiên tốc độ tu luyện vượt xa tĩnh nguyệt ưu ti đồng dạng không kém bất quá loại sự tình này cực ít có người biết coi như là viễn cổ thời kỳ cũng không có mấy người biết tần thiên đột nhiên xuất hiện ít có người biết hắn quá khứ chỉ biết là hắn mang theo biểu muội cũng không ai biết hắn với muội muội của hắn kém bao nhiêu tuổi tĩnh nguyệt tự nhiên cũng không thể nào biết những thứ này nàng bây giờ phát hiện dấu ấn bắt đầu tiến hóa bất quá là lý do an toàn nàng hay lại là đi ra ngoài đi bất quá lần này lịch luyện nhìn thật giống như dễ dàng rất nhiều phải biết lần trước lịch luyện cũng không cộng thêm tiểu dã miêu cho nên lần lịch luyện này cường độ hẳn rất lớn mới đúng bây giờ cường độ không lớn như vậy rất có thể là dấu ấn sẽ thành biến hóa rất lớn cho nên đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đây tĩnh nguyệt trước thời hạn rời đi lịch luyện không gian nàng cần muốn đi ra ngoài thật tốt thăng cấp ở bên trong rất có thể ngoài ý ai biết nam trừ bị thánh nữ sẽ đang làm gì vậy vạn nhất lại gây ra cái lịch luyện nàng là phải chết sau khi rời khỏi đây tĩnh nguyệt liền nằm ở trong mật thất nàng bây giờ một mực ở chú ý dấu ấn ở trong vết tích tĩnh nguyệt thấy bảy lá cây bảy lá cây bị tiên linh khí bọc bây giờ tiên linh khí đang nhanh chóng dung nhập vào diệp tử bên trong bởi vì tiên linh khí nguyên nhân diệp tử với diệp tử giữa phảng phất càng ra mật thiết tĩnh nguyệt không hiểu loại này phát triển mà ở tiên linh khí sau khi biến mất tĩnh nguyệt có một loại cảm giác kỳ quái phảng phất có thể chỉ định liên lạc với một cái diệp tử nghĩ tới đây tĩnh nguyệt liền vui mừng nói như vậy là muốn cởi mở nói chuyện phiếm chức năng như vậy nàng có phải hay không liền có thể thử đi phá giải nam trừ bị thân phận thánh nữ rất nhanh tĩnh nguyệt lại thấy biến hóa ở tiên linh khí sau khi biến mất bọn họ diệp tử cũng xuất hiện biến hóa cái gọi là biến hóa chính là, mỗi một diệp tử thượng hạng giống như cũng xuất hiện con số tĩnh. Nguyệt trước nhất kiểm tra, chính là là nàng diệp tử, sau đó nàng phát hiện. Chính mình diệp tử xuất hiện con số là hai tiếp lấy nàng nhìn thấy cửu tịch diệp tử, con số là một Ngay sau đó, chính là thanh liên các nàng, không có ngoại lệ chút nào. Toàn bộ đều là một rất nhanh, tĩnh nguyệt nhìn về phía vị cuối cùng nam trừ bị thánh nữ, nhưng mà để cho Tĩnh Nguyệt ngoài ý muốn là nam trừ bị thánh nữ số chữ là 3. Tĩnh Nguyệt sắc mặt nhìn không tốt, mặc dù không biết con số đại biểu cái gì, nhưng là lấy trước mắt đến xem, đương nhiên là càng cao càng tốt, nhưng là thân là thánh nữ. Nàng lại so ra kém một người đàn ông trừ bị thánh nữ, tại sao có thể nhẫn? Nhẫn không về nhẫn không, bây giờ còn là muốn xem dấu ấn biến hóa ở con số chắc chắn sau toàn bộ diệp tử cũng phát sáng một lần, chính là vốn là màu xám nam trừ bị thánh nữ. Cũng tránh xuống, ở tất cả đều thoáng qua sau, tĩnh nguyệt cười. Nàng phát hiện có thể liên tiếp lên những thứ kia trừ bị thánh nữ. Thậm chí có thể biên tập văn tự, sau đó tĩnh nguyệt trực tiếp liền muốn hướng nam trừ bị thánh. Nữ gửi đi tin tức, nội dung là, người đối với giới tính có cái gì bất mãn sao? Nhưng mà để cho Tĩnh Nguyệt không nghĩ tới là, lúc này mới biên tập ngươi đối với hai chữ. Liền không cách nào nữa tiến hành biên tập, có ý gì, nàng những lời này không thích hợp thiếu. Nhi, không đã cho. Rất nhanh Tĩnh Nguyệt liền phát hiện, không phải là nàng lời nói có vấn đề, mà là nàng chỉ có thể biên tập hai chữ, không sai. Vừa mới con số chính là biên tập hạn mức tối đa Tĩnh Nguyệt hai chữ, phải thế nào nói chuyện phiếm, dấu ấn cũng quá khu chứ? nói như vậy tiểu oán phụ các nàng còn chỉ có thể biên tập một chữ như vậy nhìn một cái nam trừ bị thánh nữ thật đúng là đại khoản a nhưng là mấy con số này thế nào định rất nhanh tĩnh nguyệt liền nghĩ đến tiên linh khí cho nên lần trước tiên linh khí đặc thù biến hóa chính là cái này tiên linh khí bao nhiêu ý nghĩa có thể nói bao nhiêu chữ tĩnh nguyệt nhìn một chút phát hiện vài người con số cộng lại vừa vặn tương đương với mười nói cách khác đây là hoàn chỉnh một lạc tương đương được rồi đại khái chính là như vậy bây giờ tĩnh nguyệt ở nghĩ thế nào với nam trừ bị thánh nữ chào hỏi muốn biểu hiện hữu khá hơn một chút bây giờ là đêm khuya giang tả với tô kỳ còn đang ngủ bình thường ngủ nhưng mà trong lúc bất chợt tô kỳ cánh tay sáng lên chính là để cho giang tả cũng bị thức tỉnh tô kỳ mở mắt ra nhìn dấu ấn đạo xảy ra chuyện gì thăng cấp Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn Giang Tả, phát hiện giang mắt trái là mở ra đến, "Sư. Tỷ hẳn lại làm gì, không cần phải để ý đến." Vừa nói Tô Kỳ liền áp vào giang tả trên người, như vậy ngủ, nàng thật thích. Giang Tả cảm giác như vậy ngủ thật mệt mỏi, bất quá cũng may khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Như vậy cũng coi như ấm áp, bây giờ Tô Kỳ cũng không mặc cái gì. Giang Tả càng không muốn ảnh hưởng đến Tô Kỳ, vạn nhất hứng thú đồng thời Tô Kỳ ôm Giang Tả mơ hồ đạo, ngươi có phải hay không đang nghĩ, vạn nhất lại buồn ngủ. Ngươi liền khó chịu, Giang Tả không trả lời. Trực tiếp ôm Tô Kỳ ngủ, lúc này cũng không cần nói chuyện tốt bởi vì Tô Kỳ cũng sẽ không lại. Tiếp tục suy nghĩ, rất nhanh sẽ ngủ. Nhưng mà để cho Giang Tả kinh ngạc là, ở Tô Kỳ dấu ấn tắt thời điểm. Hắn dấu ấn nhận được một cái tin, tin tức nội dung là mặt mếu, thánh nữ tĩnh nguyệt cho ngươi nhắn lại. Cáp lâu có hay không trả lời, làm, hay không? mươi 725, người bao lâu không gội đầu? Giang tả nhìn tĩnh nguyệt tỷ phát tới tin tức. Mặt đầy mộng ép, lúc nào dấu ấn còn có chức năng này, bất quá bây giờ ôm tô kỳ cũng không có thời. Gian đi kiểm tra. Đối với tĩnh nguyệt tỷ nửa đêm ảnh hưởng hắn, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Vạn nhất đang cùng tô kỳ làm gì làm sao bây giờ, cho nên giang tả cảm giác tĩnh nguyệt tỷ có phải bị bệnh hay không sau đó giang tả trực tiếp đối với dấu ấn ra lệnh lạp hát quả nhiên dấu ấn lập tức xuất hiện tin tức mặt mếu có hay không đem thánh nữ kéo vào danh sách đen làm hay không giang tả chọn lọc tự nhiên là ảnh hưởng hắn ngủ mù làm cái gì cũng không biết sau giang tả liền ôm tô kỳ bắt đầu ngủ mà ở thánh nữ mật thất tĩnh nguyệt ở nghĩ cặn kẽ sau phát ra hai chữ ủy lạo một mực chờ đợi đợi đối phương trả lời chỉ cần chịu trả lời chính là tốt bắt đầu cũng tốt đoán một chút thân phận hẳn rất nhanh chứ tĩnh nguyệt tự nói ở tĩnh nguyệt nói ra những lời này thời điểm quả thật thu vào dấu ấn tin tức nhưng mà tin tức này để cho tĩnh nguyệt hoàn toàn sững sốt mặt mếu không biết trừ bị thánh nữ đưa ngươi kéo vào danh sách đen tĩnh nguyệt chấm hỏi tình huống gì à tại sao nói kéo danh sách đen liền kéo danh sách đen Nàng thánh nữ mặt mũi giàu gì cho một xuống, vạn nhất ngày nào đó yêu cầu bạn gái. Nàng có thể giúp một tay liên lạc a, à, thánh địa mỹ nữ như mây. Ai không cho nàng thánh nữ ba phần mặt mỏng, người này quá mức chứ? Lúc này Tĩnh Nguyệt cảm giác mình đã không liên lạc được nam trừ bị thánh nữ, cho nên làm hư, chuyện này nếu như bị tiểu oán phụ biết, được bị cười nhạo bao lâu đi, bất quá nàng phát hiện bây giờ nàng cũng không cách nào đang liên lạc người, dường như hai chữ đều không. Là tiến vào thời gian câu đao, không nhắc nhở thời gian câu đao là bao nhiêu, dấu ấn thật. Khu, nói hai câu cũng khó như vậy, hơn nữa nàng là thánh nữ. Một chút mặt mũi cũng không có, sáng sớm tô kỳ cảm giác mình là lạ. Thật giống như lập tức phải thăng cấp. Sau đó lay tỉnh giang tả đạo, lão công chúng ta xong tu đi. Ta ta cảm giác liền muốn thăng cấp, giang tả mở mắt ra đặc biệt bất đắc dĩ hắn cảm giác tô kỳ ở kiếm cớ bởi vì không cần song tu nàng cũng phải thăng cấp từ vừa mới bắt đầu là hắn biết tô kỳ liền muốn thăng cấp bất quá thăng cảnh giới nhỏ giang tả đã không thèm để ý ta một người bình thường ngươi dự định theo ta thế nào song tu giang tả mặt không chút thay đổi nói tô kỳ đạo khi dễ ta liền có thể mở một cái tâm không chừng là có thể thăng cấp người khẳng định cũng vui vẻ không ta không vui giang tả tâm lý nói tô kỳ tiến tới giang tả trước mặt đạo nhanh lên một chút á giang tả nói tới nói lui hay lại là tô kỳ vui vẻ mới là trọng yếu nhất hắn vui hay không đều là vấn đề nhỏ qua một đoạn thời gian tô kỳ nằm ở giang tả trên người đạo nhìn thật thăng cấp ư có phải như vậy hay không ta mới thăng cấp nhanh như vậy giang tả biết khẳng định không phải là Hắn có thể rõ ràng cảm giác Tô Kỳ thăng cấp theo chân bọn họ có ngủ hay không. Là không có quan hệ, nhưng mà Tô Kỳ lại nói, nhất định là như vậy. Đây nếu là bị người khác biết, người nói lão công nhà ta có thể hay không bị khác nữ giành. Cướp, Giang Tả Đạo, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có. Cái gì không thể nào, ta lão công tốt như vậy, ưu tú như vậy. Tô Kỳ vui vẻ nói, đó là ngươi ngu đần giang tả theo bản năng đạo tô kỳ nắm giang tả mặt đạo ngươi là ở chê ta hay lại là chê ta lão công giang tả đem tô kỳ đỡ dạy đạo đứng lên đều nhiều hơn muộn còn thượng bất thượng ban giang tả nói lên ban tô kỳ tự nhiên không có biện pháp nói cái gì phải nuôi ra mà lại sự tình này không có biện pháp tự do phóng khoáng nàng đương nhiên là giúp đỡ chính mình lão công á nàng cũng cần mua quần áo chứ sao sau giang tả liền định giúp tô kỳ chói tóc vuốt ve tô kỳ tóc, giang tả lại một lần nữa hỏi, nhắc tới, ta mấy tháng cũng không thấy ngươi. Giặt rửa một lần đầu chứ? Tô kỳ, chúng ta hôm nay không đi làm đi, gội đầu đi, giặt rửa một ngày đầu. Giặt rửa đến ngươi vui vẻ mới thôi, giang tả cuối. Cùng dĩ nhiên không có giặt rửa một ngày đầu, giang tả liền cho tô kỳ giặt rửa một lần đầu. Thuận tiện giúp nàng thổi khô cột chác cộng thêm khen đôi câu, sau đó liền bình an vô sự đi ra, Tô Kỳ là thừa dịp Giang Tả không ở nhà. Bản thân một người không có chuyện gì làm, liền nghiên cứu dấu ấn, nhưng mà thấy bàn là xấu. tivi là xấu, thoáng cái liền thụ không? Phải biết, bây giờ chỗ này nhưng là nhà nàng, vừa mới mua lại. Làm sao có thể trước không đổi một tốt, cho nên hắn gọi điện thoại cho Giang Tả, Giang Tả đi ra. Ngoài không bao lâu, liền nhận được Tô Kỳ điện thoại, Hiếu Kỳ nói, thế nào? Tô Kỳ Đạo, trong nhà TV xấu, bàn cũng xấu, chúng ta đi mua một chút đi, Giang. Tả Đạo, xế chiều đi đi, ta đi báo cái đến, không chừng vừa vặn có thể làm chút chuyện, Tô. Kỳ Đạo, được rồi, ta làm xong cơm chưa chờ ngươi trở lại, thả ta chim bồ câu, ngươi liền xong. Giang Tả nhún vai, về nhà ăn cơm cũng có thể kêu thả chim bồ câu, bất quá lúc trước lúc đi học. Quả thật đuổi Tô Kỳ chim bồ câu, còn không phải là bởi vì đồng học nhiệt tình cảm giác trước tiên rời đi thật ngượng ngùng hơn nữa còn là bị tự mình nữ hữu kêu đi lúc còn trẻ cảm giác thật mất mặt liền đem tô kỳ cho thả chim bồ câu kết quả dĩ nhiên là tương đối thảm sau giang tả đi tới thiên hòa tập đoàn nhưng mà để cho giang tả ngoài ý muốn là thiên hòa tập đoàn bên có ba người đứng ở nơi đó một cái hác bào ra thân một cái áo dài trắng ra thân còn có một cái gặm băng côn nhưng mà liếc mắt nhìn giang tả cũng biết ba người này là ai nhưng là hắn không để ý tí nào không nhìn thẳng bọn họ nhưng là giang tả không nhìn không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không nhìn giang tả thấy giang tả thời điểm bọn họ lập tức cứ tới đây không có cách nào không liên lạc được phá hiểu chỉ có thể ở nơi này ngồi xổm cũng may ngày thứ hai liền ngồi xổm vận khí coi như là được có đôi khi là chừng mấy ngày cũng không tìm tới phá hiểu thiên hòa tập đoàn thậm chí hơn nửa tháng cũng không có phá hiểu đánh thẻ ghi chép bất quá dưới tình huống bình thường bọn họ cũng là không nóng này nhưng là lục nguyệt tiết chờ à không mặc dù không phải là cái gì nguy hiểm chuyện nhưng phải thì phải không kịp đợi nàng thụ không loại này bệnh là ở chỗ này ngồi xổm phá hiểu chính là lục nguyệt tuyết mặc ngôn với xích huyết đồng tử xích huyết đồng tử là tới tham gia náo nhiệt Hắc là Mặc Ngôn, bạch là Lục Nguyệt Tuyết, Mặc Ngôn chính là tâm lớn hơn nữa. Cũng không muốn cái bộ dáng này đi ra ngoài biết người, nàng thích nhất hay lại là đen dài. Thẳng, như bây giờ Tử bị hư hỏng nàng uy nghiêm, nàng ma tu Mặc Ngôn uy nghiêm. Cũng không thể bại ở chỗ này. Ở biết thất thải nhuộm hỏa căn bản không có sau, Lục Nguyệt Tuyết liền định liên lạc phá hiểu. Có thể là hoàn toàn không liên lạc được chỉ có thể ở nơi này ngồi xổm chiều hôm qua tới không tìm được ngồi xổm không tới trực tiếp ở nơi này ngồi xổm một đêm mặc ngôn vốn còn muốn nói để cho lục nguyệt tiết ngồi ngồi xổm nàng trở lại đáng tiếc lục nguyệt tiết một câu nói mặc ngôn liền kinh sợ lục nguyệt tiết nói cho mặc ngôn ngươi mặc dù đi nàng có thể trong vòng một tuần lễ để cho mặc ngôn trả tiền thuốc men trả đến phá sản vì thế mặc ngôn chỉ có thể xuất ra quyển sổ nhỏ đối với chuyện này. Là lục nguyệt tiết nặng nề thêm một bút. mươi 726, Linh Hồ Bí Cảnh Mỹ Nữ. Rất nhanh lục nguyệt tiết sẽ đến giang tả bên cạnh, sau đó lấy ra điện thoại di động đánh chữ. Phá hiểu đạo hữu có chuyện muốn hỏi ngươi, giang tả dừng lại, không có mở miệng. Nhưng mà nhìn của bọn hắn, xích huyết đồng tử đặc biệt bất đắc dĩ, người đánh chữ giàu gì xuất thủ thanh âm A, sau xích huyết đồng tử đạo, chúng ta là muốn hỏi một chút đạo hữu Nơi nào có thể tìm được thất thải nhuộm hỏa, nghe nói cực độ hiếm hoi. Mặc ngôn đạo, đúng vậy phá hiểu đại lão, cái này rất tổn hại hại chúng ta uy nghiêm, mặc. Ngôn cũng có uy nghiêm, đây là xích huyết đồng tử nghi ngờ, mặc ngôn trừ chạy trốn với hô cứu. Mạng, còn có cái gì uy nghiêm, giang tả mở miệng nói, thất thải nhuộm hòa. Lục Nguyệt Tiết gật đầu sau đó đánh chữ, là. Giá cả cao bao nhiêu đều có thể, Mặc Ngôn đem Lục Nguyệt Tiết nội dung đọc lên, sau đó nói: Lục Nguyệt Tiết chính là táng gia bại sản cũng sẽ không tiếc Giang. Tả không có bất kỳ dư thừa ý tưởng, mở miệng nói: Có đồ đựng sao? Lục Nguyệt Tiết không hiểu, Mặc Ngôn bừng tỉnh đại ngộ lập tức lấy ra một chai đạo. "Phá hiểu đại lão, người muốn đích thân làm phép sao? Chúng ta có muốn hay không tránh xuống, nghe nói nguy hiểm đặc biệt lớn, Giang." tả không hiểu, thất thải nhuộm hỏa còn có gió hiểm. Nhận lấy chay, giang tả trực tiếp đưa tay. Sau đó tay tâm xuất hiện một đoàn thất thải nhuộm hỏa. Tiếp tục giả bộ vào trong chai, cuối cùng ném cho lục nguyệt tiết, lục nguyệt tiết bọn họ sững. Sốt, xích huyết đồng từ băng côn đều không cắn, không phải nói thất thải nhuộm hỏa sinh ra ở trên. Trời kiếp trung sao? Không phải nói cực độ thưa thất sao, phá hiểu vừa mới cử động là tùy tiện đuổi cái hỏa cầu thuật chứ không thể khó đi nữa chứ cuối cùng giang tả rời đi mà thấy phá hiểu rời đi lục nguyệt tiết đám người mới phục hồi tinh thần lại bọn họ ngược lại không có nghi ngờ qua cái này có phải hay không thật thất thải nhuộm hỏa một loại phá hiểu xuất phẩm tất trúc tinh phẩm mặc ngôn lập tức xuất thủ cướp đoạt cho ta nhưng là mặc ngôn ở đâu là lục nguyệt tiết đối thủ trong nháy mắt liền bị đánh ngã lục nguyệt tiết với mặc ngôn trực tiếp sức chiến đấu càng kém càng nhiều ở trong bầy chỉ một nhị giai bên trong sức chiến đấu nắm giữ phá thiên thương lục nguyệt tiết có thể xếp hàng thứ hai đệ nhất chính là xích huyết đồng tử những người khác không pháp bảo lợi hại mặc ngôn có một cái nhưng là không đủ nhìn chớ nói chi là nàng vốn cũng không phải là phát ra loại hình cho nên lục nguyệt tiết thật ra thì rất lợi hại ba người bọn hắn nhưng là nhóm đầu tiên với phá hiểu đi tầm bảo cũng liền mặc ngôn kém cỏi nhất lục nguyệt tiết tre trở thất thải nhuộm hòa rất sợ ra chút ngoài ý muốn gọi ngay bây giờ coi là trở về cho mình đi màu sắc giang tả lúc này cũng đã ngồi ở vị trí của mình đối với hắn mà nói vừa mới chuyện cũng không có gì hiện tại hắn cũng không vội vã nhìn có hay không ủy thác chủ yếu là dấu ấn đến cùng xảy ra chuyện gì hắn còn không biết phải biết dấu ấn là không có biện pháp người liên lạc tối hôm qua tĩnh nguyệt tỷ đột nhiên liên lạc hắn nói rõ dấu ấn thăng cấp hơn nữa còn xuất hiện hơi biến hóa lớn nếu như có thể tùy thời người liên lạc kia có phải hay không cũng làm người ta khó chịu hắn có phải hay không phải đem những người đó cũng cho lạp hắc bây giờ còn đang nhưng mà phát tin tức ngày nào nếu có thể xác định vị trí vậy hắn có phải hay không liền có thể đem dấu ấn tháo rỡ nếu như có cần phải lời nói giang tả vẫn sẽ làm như vậy như vậy bị tô kỳ bắt có thể một người trừ bị thánh nữ mà thôi với hắn mà nói cũng chỉ là vui đùa một chút chuyện thuận tiện xem chút tin tức a à, không có suy nghĩ nhiều giang tả bắt đầu quan sát dấu ấn biến hóa hắn giống vậy thấy mỗi cái diệp tử phía trên số chữ sau đó phát hiện mình có thể thử cho người khác phát tin tức trừ đã lạp hắc thánh nữ tĩnh nguyệt tỷ sau giang tả thử cho cửu tịch phát tin tức chỉ là vừa mới vừa biên tập ba chữ liền phát hiện biên tập không đi xuống, giang tả lăng xuống. Cuối cùng nghĩ đến thuộc về hắn diệp tử con số. Con số mang liền số chữ. Giang tả có chút không tưởng tượng nổi, ba chữ. Chơi đùa cái gì nói chuyện phiếm, kia quái tối hôm qua tĩnh nguyệt tỷ là phát hai chữ cho. Hắn, cảm tình là bị hạn chế, cho nên tô kỳ các nàng một chữ, dự định thế nào nói chuyện phiếm. Chức năng này có chút gân gà, bất quá đối với các nàng mà nói ngược lại không nhất định chỉ cần thiết lập tốt ám hiệu là có thể bình thường nói chuyện phiếm về phần có thể hay không một chữ không ngừng phát khẳng định không được giang tả có thể thấy rõ những thứ này là dùng tiên linh khí chống đỡ một khi dùng tự giống với bộ phận kia tiên linh khí bị tiêu hao đây là yêu cầu khôi phục coi như mới tiên linh khí đi vào cũng là cần thời gian nếu như diệp tử sức chứa quá lớn như vậy số chữ thì sẽ càng nhiều có thể là tiên thiên cơ sở là cố định hắn số chữ khẳng định so với người khác nhiều hiểu rõ những thứ này giang tả cũng chưa có sẽ ở ý cái này nói chuyện phiếm chức năng trên thực tế giang tả một mực ở ý dấu ấn kêu gọi chức năng chủ yếu là muốn biết kêu gọi bên trong không gian là dạng gì địa phương hiện tại ở bên trong đã có ba cái hung thú tương đối mà nói đã rất lợi hại biết những thứ này giang tả sẽ không thế nào để ý không ảnh hưởng tới hắn liền có thể sau đó giang tả liền bắt đầu kiểm tra ủy thác nhìn một chút có cái gì không đơn giản lại dễ dàng ủy thác tốt nhất ở giang thành bên trong còn có thể nhanh chóng giải quyết dù sao hắn trước giữa chưa phải đi về lật xuống giang tả phát hiện lại còn có cố kiếm sinh ủy thác nhìn một cái hay là tìm hồ ly lần này nói chạy khá xa hy vọng người hỗ trợ truy xét khá xa chính là chạy ra giang thành đối với lần này giang tả không có hứng thú chút nào. Bất quá khen thưởng lại thêm viên tứ phẩm linh thạch. Tiền mặt cũng thêm đến trăm vạn, điều này nói rõ. Lần này so với dĩ vãng cũng còn nghiêm trọng hơn, như vậy. Giang tả thì càng không có hứng thú, lần trước chạy đến bí cảnh bên trong. Hoa hắn thời gian dài như vậy. Mặc dù là thuận đường, nhưng là lần này thế nào đều không thuận đường. Đương nhiên sẽ không tiếp tục, bất quá giang tả hay lại là nhìn một chút ủy thác toàn bộ tai. Liệu khi thấy khen thưởng một điều cuối cùng thời điểm, Giang Tả kinh ngạc ồ một tiếng, Linh hồ bí cảnh, ở khen thưởng cuối cùng, viết tìm tới Tứ Vĩ Hồ Ly. Liền có nhất định có thể có thể tìm được linh hồ bí cảnh, linh hồ trong bí cảnh mặt là hồ tộc. Chỗ ở mà linh hồ là ít có sẽ biến ảo thành người linh thú, không cần phải nói. Bọn chúng đều là xuất ca mỹ nữ, mỹ nữ chiếm đa số biến ảo sau linh hồ là bao nhiêu nam tu sĩ tha thiết ước mơ linh thú bất quá cũng không phải mỗi chỉ linh hồ đều có biến ảo năng lực nhất là không thuộc về linh hồ bí cảnh linh hồ bất quá giang tả để ý cũng không phải là cái này hắn để ý linh mẫn hồ ly bí cảnh chỗ này nếu như hắn nhớ không lầm lời nói huyết yêu huyết liệt ngân với huyết yêu huyết đồ điệp liền núp ở linh hồ bí cảnh phía sau hai người kia tương lai hội gây ra rất nhiều chuyện hơn nữa huyết yêu với thánh địa có thu oán, đây là ẩn bên trong nguy hiểm. Có rảnh rỗi lời nói, đi giải quyết xuống cũng là có thể, lấy bọn họ thực lực bây giờ. Vô cùng có khả năng còn không có khôi phục lại ngũ dai. Xử lý đặc biệt đơn giản, chỉ cần kêu gọi cái hung thú chiếu hình ra là có thể dễ dàng giải quyết. Cho nên, đối với giang tả mà nói, cái ủy thác này có thể thử tiếp, có thời gian liền xử lý. Không có thời gian trước hết để, đến lúc đó tái đi hỏi hỏi. Bất quá bây giờ hắn cần phải hỏi rõ ràng một chuyện. Đó chính là cố kiếm sinh thế nào chắc chắn. Hắn hồ ly với linh hồ bí cảnh có liên quan, linh hồ linh mẫn hồ ly. Linh hồ bí cảnh linh mẫn hồ ly bí cảnh, linh hồ bí cảnh có linh hồ. Nhưng là linh hồ không nhất định thuộc về linh hồ bí cảnh. Chương 727, thấy chiến linh, như thấy Tần Vũ Vương. Tiếp tục ủy thác sau, Giang Tả liền cho cố kiếm sinh gọi điện thoại, vừa tiếp thông cố kiếm sinh liền kinh ngạc hỏi ngươi cũng đã tìm được giang tả không giải thích được sau đó nói hỏi ngươi sự kiện cố kiếm sinh đạo phá hiểu đạo hữu không có tiểu lê tin tức giang tả không có bất quá ta nghĩ biết làm sao người biết tìm tới tam vĩ hồ ly liền có cơ hội tìm được linh hồ bí cảnh cố kiếm sinh lăng xuống hắn không nghĩ tới phá hiểu lại để ý là cái này bất quá đây đối với cố kiếm sinh mà nói cũng không có gì hay giấu giếm hắn nói thẳng là an khê tiền bối nói nguyên nhân cụ thể ta không biết nàng nói đây cũng chỉ là một loại suy đoán giang tả hỏi lý do đây cố kiếm sinh đạo cần cái này vấn an suối tiền bối ngươi có thể chính mình tới hỏi giang tả cũng biết cái này cái gọi là an khê chắc là nhà hắn cái đó mặn mà bất quá cái này mặn mà nhưng là người ngoại lai lại còn không xuống tay với cố kiếm sinh, thật đúng là kỳ quái. Đối với nàng Giang Tả không quá lớn nhận thức nếu không phải thất tình lục dục thạch. Giang Tả khả năng cũng không nhớ nàng, khi đó nàng đều bị cửu tịch trực tiếp giết chết, cơ hồ là. Lộ diện một cái liền dẫm đạp, bây giờ nghĩ lại, cửu tịch tính khí cũng rất nóng này a à. Giang Tả đạo, ta bây giờ đi qua, đối. Với Giang Tả chịu đến, cố kiếm sinh tự nhiên không có gì để nói, người khác tìm tiểu lê tuyệt đối không có phá hiểu nhanh nhưng là trong lòng của hắn lại vừa là quấn quýt chỉ cần là mời phá hiểu ra tay bình thường kết thúc đều không phải là rất tốt mỗi một lần hắn cũng không nhịn được muốn giết phá hiểu đây chính là mâu thuẫn mà giang tả cúc điện thoại sau tự nhiên cũng không cần phải lại tiếp tục lưu lại thị trường hai bộ hắn cần dùng sáng sớm thời gian biết rõ đại khái về phần cuối cùng đuổi theo không đuổi theo liền rồi hãy nói, có rảnh rỗi phải đi, không rảnh coi như. Xuống lầu thời điểm, Giang tả lại thấy Tây Môn linh lung. Lúc này nàng còn giống như ở thu chuyển phát nhanh, với Giang tả lần đầu tiên nhìn đến lúc đó. Như thế, đều là dương lớn, lúc này cái dương lái, Giang tả liếc một cái. Lại còn là cái kia đa linh khuyển, chân còn không có mọc ra. Thấy Giang tả nhìn tới, đa linh khuyển giật mình một cái trực tiếp tránh sau lưng tây môn linh lung tây môn linh linh hiếu kỳ sau đó lui về phía sau nhìn một chút phát hiện lại là phá hiểu cao tây môn linh lung cái miệng giống một tiếng thật giống như ở đe dọa giang tả giang tả có chút không nói gì người này có bệnh sau đó giang tả liền trực tiếp rời đi mặc dù có chút muốn ăn đa linh khuyển nhục nhưng là hắn bây giờ còn có đi bất quá hắn cũng phát hiện một chuyện từ không với Tô Kỳ cãi nhau, cơ bản sẽ không đi qua duyên tuyệt không thể tả phòng ăn. Ngược lại đậu hủ tiệm đi nhiều lần. Xem ra có cơ hội hẳn đem phần lớn nhục rời đi quá khứ, bên kia có ở có ăn. Tô Kỳ lại thường xuyên ở bên kia, hắn tự nhiên cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở bên kia. Hơn nữa ở bên kia ăn đồ ăn cũng không có cái gì băn khoăn. Hoa chút thời gian, Giang Tả đi tới cố kiếm sinh chỗ ở, nhưng mà lúc tới sau khi hắn phát hiện bên trong có chút thanh âm hẳn là nhỏ nhẹ tiếng đánh nhau bất quá giang tả cũng không có cảm giác được bất kỳ sát khí cho nên gõ cửa một cái sau bên trong liền an tĩnh không bao lâu môn liền mở mở cửa dĩ nhiên là cố kiếm sinh mặc dù cố kiếm sinh nhìn không việc gì nhưng là giang tả có thể cảm giác được cố kiếm sinh hư yếu rất nhiều cái này giang tả cũng không quá chú ý mà là trực tiếp đi vào an khê đang ở bên trong lúc này an khê bưng ngồi một bên mặc dù coi như không có gì nhưng là nội tâm của nàng vô cùng bất an làm cố kiếm sinh nói cho nàng biết phá hiểu muốn tới hỏi nàng vấn đề thời điểm nàng còn kém tại chỗ giết cố kiếm sinh phá hiểu người này cực kỳ quỷ dị hơn nữa lại đặc biệt nguy hiểm thân phận càng là đặc thù hai người bọn họ có thể không thấy mặt tự nhiên không muốn gặp mặt lúc trước chính mình không biết gì gặp một chút cũng không có vấn đề nhưng là bây giờ nàng không dám chút nào chọc phá hiểu nàng thân là người ngoại lai một khi bị phát hiện kia cũng không ai biết sẽ như thế nào giang tả nhìn về phía an khê hắn đột nhiên nghĩ đến kiếm thập tam nói với hắn sau đó hỏi ở chỗ này có đến từ người ngoại lai tổ chức ngươi biết bọn họ sao nghe được giang tả vấn đề an khê con ngươi chính là co rụt lại là thực sự sợ cái gì sẽ tới cái gì an khê đạo ta ta không biết đạo hữu đang nói gì giang tả đạo ngươi đang ở đây thất tình hải xuất hiện tu vi có ảnh hưởng nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi cũng là bị phong ấn đến bây giờ như vậy lấy thực lực ngươi những người đó không thể nào không đến liên lạc ngươi bọn họ ở đâu bây giờ an khê có bảy tám giai thực lực bất quá nàng khó mà bị giết chết mặt đối với những khác người thời điểm nàng cơ hồ cũng không sợ đừng nói giết chính là phong ấn nàng đều rất khó khăn nhưng là giang tả không giống nhau một cái trong tay chiến linh bia người không cho phép nàng không thèm để ý hơi không cẩn thận rất có thể cũng sẽ bị giết coi như đối phương nhìn chỉ có tam giai cũng giống vậy thiên bi rất nhiều người đều có cơ hồ mỗi một thế giới đều có một khối thời điểm khác từng cái thấy thiên bi chỉ có thể lo lắng đối phương sẽ bởi vì thiên bi bùng nổ cường đại chiến lực nhưng chiến linh bia bất đồng chiến linh bia đối với tất cả mọi người mà nói chỉ có một tác dụng phân biệt chư thiên người mạnh nhất tác dụng chiến linh bia giết địch phương diện cũng không xuất sắc nó duy nhất xuất sắc địa phương chỉ có một chút nó là tần vũ vương dành riêng thiên bi thấy chiến linh bia như thấy tần vũ vương tên người bóng cây cường giả bia đá uy lực còn lại dư âm cho nên bọn họ sẽ hoảng bọn họ không muốn tin tưởng bọn họ sẽ sợ hãi an khê chính là như vậy ta ta không có trả lời bọn họ tin tức an khê nói nàng với đối phương có thể nói là địch nhân lời như vậy biến thành người khác đều sẽ không tin đích nhưng là nàng không có nói láo tự lần trước sau nàng liền sợ mất mật cộng thêm thấy chiến linh bia lại không dám có bất kỳ dị động chỉ có thể đợi ở chỗ này về phần phía sau có hay không mới kế hoạch chỉ có thể nói nàng căn bản không nghĩ tới không biết sao giang tả không có suy nghĩ nhiều trên thực tế hắn chỉ là muốn hỏi một chút những người đó ở đâu đơn thuần hỏi một chút hắn không có bất kỳ kế hoạch trừ phi lấy được không ngờ tin tức sau giang tả lại nói như vậy làm sao ngươi biết tìm tới tam vĩ hồ ly liền có thể tìm được linh hồ bí cảnh an khê lăng xuống đề tài này nhảy có chút nhanh nàng đều có chút không thể tin được không chất vấn nàng sau đó nàng lập tức nói, lúc trước hồ ly xuất hiện dị thường, Ta phát hiện nó có loại thiên phú đặc thù. Tìm bí cảnh thiên phú, nó sẽ trong nháy mắt thấy bí cảnh hình ảnh, sau đó biết vị trí. Khi đó ta vừa vặn thấy cái đó hình ảnh, tra các ngươi tài liệu. Ta phát hiện linh mẫn hồ ly bí cảnh, cho nên, lần này nó bỏ nhà ra đi xa như vậy. Rất có thể chính là chạy bí cảnh đi, Giang. Tả gật đầu, nói như vậy tam vĩ hồ ly chạy tiên linh động phủ đi, cũng không phải tình cờ. Loại thiên phú này giang tả gặp qua, nhưng là từ không ở linh hồ bên trong gặp, xem ra. Kia hồ ly nuôi rất tốt à, cố kiếm sinh là cho nó bao nhiêu thứ tốt, giang tả nhìn ra được. Đây chẳng qua là phổ thông linh hồ. Trời sinh không có loại thiên phú này, chớ nói chi là còn có một che giấu thiên phú. mươi 728, thần cấp đội ngũ. Sau Giang Tả định rời đi, đi dạo nữa đi dạo thời gian còn kém không nhiều lắm. Chờ xuống, Cố Kiếm Sinh đột nhiên la lên, "Phá Hiểu Đạo hữu là dự định đi tìm tiểu Lê sao?" Đến lúc đó có thể hay không? Không thể. Còn không chờ Cố Kiếm Sinh nói xong, Giang Tả liền trực tiếp cự tuyệt. Cố Kiếm Sinh mặt đầy mộng ép, bất quá cũng coi như thói quen phá hiểu như vậy, mà Giang Tả lúc này lại nói, "Ta không tính đi tìm, ta bây giờ không rảnh." Có thể có thể trường kỳ không rảnh, Cố Kiếm Sinh nhìn Giang Tả Đạo, đạo hữu có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Giang Tả nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, rất ý tứ rõ ràng. Chính là để cho Cố Kiếm Sinh nói, Cố Kiếm Sinh đạo, nếu quả thật là linh hồ bí cảnh, như vậy đạo hữu rất có thể sẽ đi vào. Theo ta được biết, chỉ cần là mới ra bí cảnh, đạo hữu tuyệt đại liền cũng sẽ tham dự. Mà linh hồ bí cảnh chính là mới ra bí cảnh, Giang tả đạo ngươi chẳng lẽ không biết linh hồ bí cảnh là di động bí cảnh sao nó nhiều lắm là coi là đi ngang qua phụ cận đây mà thôi cố kiếm sinh không nói gì đối phương biết quá nhiều chính mình hoàn toàn không đáng chú ý sau giang tả liền rời đi linh hồ bí cảnh cũng liền linh hồ đặc thù một chút bí cảnh bản thân cũng không có như vậy thu hút sự chú ý của người khác cho nên linh hồ bí cảnh hẳn không có quan hệ gì với thánh địa dù sao nó hẳn là thường mở trạng thái mà ở giang tả sau khi rời đi an khê lại một lần nữa đối với cố kiếm sinh động thủ bất quá nhẹ nhàng vung lên cố kiếm sinh liền bị nước chảy khống chế cố kiếm sinh bất đắc dĩ nói tiền bối đây không phải là không có chuyện gì sao là không có chuyện a à, nhưng là trước kia hốt hoảng là thực sự nàng đường đường cường giả dị giới không sĩ diện sao phá hiểu bên kia nàng tự nhiên là có thể khiêm tốn liền khiêm tốn có thể bình thường liền bình thường nhưng là những người khác bất đồng nàng uy nghiêm không thể mất lần sau không đi qua ta đồng ý ta liền lột sạch tam vĩ lông hồ cáo an khê thanh âm lạnh như băng từ thân thể nàng truyền ra cố kiếm sinh bây giờ nói không ra lời nếu không hắn rất muốn nói là tứ vĩ Tiểu Lê đã tư vĩ, tại sao những người này lại không thể nhớ, rời đi cố kiếm sinh ra. Giang tả ngay từ đầu nghĩ tưởng từ từ đi dạo trở về, nhưng là thời gian dường như còn rất sớm. Hiếm có không ở bên ngoài, không cần phải lãng phí, nghĩ tới đây. Giang tả đi tranh thiên hòa tập đoàn, lần này là đi cảm giác bộ tìm trần ức bọn họ. Nhưng mà vừa đi vào liền nghe được tiêu tiểu mặc ở bên kia kêu, dương mộc sữa ta. Lưu Vũ thay ta ngăn cản công kích Trần Ước lên cho ta áp. Sơ thanh ngươi có hay không, sẽ không liền trực tiếp đứng phía trước ta. Vọt vào liền có thể, giang tả liếc mắt nhìn, phát hiện những người này ở đây ngoạn du hí. Một cái phát ra bốn cái phụ trợ, đấu pháp rất rất khác biệt, từng cái hết sức chăm chú. Năng lực cảm nhận ngược lại tăng lên không ít, thời gian mấy tháng không thấy. Những người này cấp bậc tăng lên cũng đủ chậm, toàn bộ bầy đại khái liền mấy cái này cấp một giang tả đi tới trần ức bên cạnh hỏi thú vị sao bình thường thôi chủ yếu vẫn là đầu không phải là muốn chúng ta phụ trợ nếu không vẫn rất có ý ý tứ lúc này trần ức mới lấy lại tinh thần sau đó nhìn giang tả liếc mắt lập tức nói phá hiểu đại lão làm sao ngươi tới chúng ta đây là đang luyện công huấn luyện ý thức lúc này giang tả liếc một cái trần ức trang bị ân sáu đôi giày trang bị thật rất khác biệt Trần ức lúng túng nói, đầu nói chúng ta chủ yếu là huấn luyện. Hơn nữa thuận tiện cho sơ thanh giảm một chút ép lúc. Này bọn họ mỗi một người đều đứng lên. Mặt đầy mỉm cười gật đầu, phảng phất là đồng ý Trần ức lời nói. Đương nhiên Trần ức thì sẽ không nói. Hắn chỉ là bởi vì tiêu tiểu mặc không để cho hắn chơi đùa phát ra. Là trả thù hình thái xã hội mới chỉ bán giày, đáng được ăn mừng là cũng may chỉ mua giày giang tả cũng không quá để ý những người này rõ ràng nội tình đủ dày vẫn còn ở cấp một lắc lư cũng không biết ý tưởng gì đại khái với sơ thanh như thế đi là đi theo phá hiểu lâu như vậy lại rác dưới thăng nhị giai cũng không thành vấn đề cố gắng cái cả thắng tổng hội đi vào chớ nói chi là bọn họ còn được thánh địa không ít quả cảm ơn thay vào đó những người này không có gì lớn chí hướng sau giang tả đạo làm cho ta cái giang thành bản đồ cùng với bản đồ thế giới không phải là thông thường bản đồ thế giới tù chân giới đặc biệt bản đồ cái này tiêu tiểu mặc bọn họ hay lại là minh bạch quan đặc biệt máy vi tính tiêu tiểu mặc bọn họ lập tức là giang tả chuẩn bị vừa mới bị đại lão bắt mê muội mất cả ý chí không phải tích cực biểu hiện một chút rất nhanh giang tả cần giang thành bản đồ liền chiếu hình ra giang tả nắm tiền su nhìn bản đồ một chút cuối cùng lắc đầu nhận lấy đi đổi bản đồ thế giới thế giới thổ địa đại rất bị áp xúc ở trên bàn ý nghĩa tỷ lệ lớn vô cùng như vậy tìm cái gì nhưng là rất khó nhưng là giang tả nhưng mà dự định thử một chút thử một chút ở thông thường hiện thế bên trong có thể hay không tìm tới tam vĩ hồ ly như vậy thì có thể chắc chắn nó có phải hay không đi vào bí cảnh về phần đến cùng phải hay không linh hồ bí cảnh vậy thì không nóng nảy luôn có thể thông qua Tam Vĩ Hồ Ly tìm tới, sau đó Giang Tả ném ra tiền xu. Tiền xu từ trên xuống dưới, bất quá Giang Tả lại cau mày, ở tiền xu sắp lúc rơi xuống sau khi. Giang Tả đưa tay tiếp lấy tiền xu, nói như thế nào đây, chỉ tốt ở bề ngoài. Tam Vĩ Hồ Ly hẳn là thẻ ở chính giữa. Cho nên lần này nó lại đi kẽ hở, quả nhiên. Nó thiên phú mang theo khuyết điểm, bất quá hẳn không có nguy hiểm gì hơn nữa bí cảnh chắc cũng là tồn tại như vậy thì đủ thu hồi tiền xu sau giang tả nhìn tiêu tiểu mặc liếc mắt sau đó nói đánh tốt nát tiêu tiểu mặc tiêu tiểu mặc không phục có bản lãnh s o a đương nhiên không dám gọi ra nàng cũng không phải là mặc ngôn không đúng chính là mặc ngôn cũng không dám gọi ra nàng nhiều lắm là ở sau lưng ầm ỉ bị bắt tại chỗ liền kinh sợ dù sao chân nhân s o là gặp người chết ai cũng không đả thương nổi sau Giang Tả liền rời đi, từng cái đưa mắt nhìn Giang Tả rời đi. Thấy Giang Tả thân ảnh biến mất, Trần ức còn đặc biệt đi cửa nhìn một chút, phát hiện thật sau khi đi, mới thở phào đạo. Hù chết ta, sơ thanh lo lắng nói, ta hay là trở về giờ học đi. Cảm giác vừa mới phá hiểu tiền bối liếc lấy ta một cái. Lưu vũ đạo, luôn cảm giác, phá hiểu đại lão xem chúng ta giống như là đang nhìn giác. Dưới, dương mộc đạo, đều nói thật tốt tu luyện các ngươi không phải là đánh bài chính là chơi game, đều bị các ngươi hại chết. Tiêu tiểu mặc nhún nhún vai nói, nếu không lấy sau cùng một lần thủ thắng. Sau đó chuyên tâm thăng hai một tất cả mọi người đều đối với tiêu tiểu mặc mắt trợn trắng, trần ức. Đạo, xếp, chúng ta cầm lấy thủ thắng sao? Người bày vùn vụt ghi chép, chúng ta thắng nổi sao, người máy cũng không đánh thắng. Tiêu tiểu mặc đạo, ta sai. Các ngươi cho ta bổ huyết tốc độ, còn chưa đủ bọn họ tổn thương. Nếu không chúng ta sớm thắng, mọi người nói rất có đạo lý chứ sao? Chương 729, hôm nay ngươi không uống thuốc. An Khê nhìn người kia, người kia giống vậy nhìn An Khê, Cố Kiếm Sinh cũng là kinh ngạc. Người này chính là chỗ này sao trống rỗng xuất hiện? Lại lừa gạt được bọn họ hết thảy cảm giác không nguy hiểm mới có vấn đề. Lúc này người kia mở miệng, hôm nay bần đạo đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Rốt cuộc ở chỗ này tìm tới một vị người hữu duyên, tiểu hữu. Bản đạo hôm nay cùng người hữu duyên, nguyện tặng ngươi một quẻ. Ngươi có thể tưởng tượng muốn an khê lập tức nói, không cần. Đạo sĩ cười nói, bản đạo một quẻ có thể biến hóa tư tưởng, có thể bảo bình bình an. Có thể lập thân nhân tộc ngươi có bằng lòng hay không muốn an. Khê trên người vốn bắt đầu phát ra uy thế, nàng đều nói không muốn, người này lại còn đang nói chẳng qua là khi đạo sĩ nói đến có thể lập thân nhân tộc thời điểm. An khê sững sốt, nàng nhìn đạo sĩ có chút quấn quýt, nàng bây giờ quả thật muốn dựng thân nhân. Tộc ít nhất không nghĩ đối địch với nhân tộc, hoặc có lẽ là không muốn cuốn vào song phương trong bão táp. Nàng có thể là sợ chết đi, bây giờ nàng chỉ muốn an tĩnh sống tiếp nhưng là không có cách nào. Nàng sợ hãi, sợ hãi nhân tộc chân chính trí cường giả một lần nữa tìm tới nàng. Sau đó trấn áp nàng, thậm chí đánh chết nàng. Đây chính là một cơn ác mộng, không cách nào tỉnh lại ác mộng, Cố Kiếm Sinh liền nói. Đa tạ tiền bối khẳng khái, đạo sĩ gật đầu, tùy tiện nói, bản đạo một quẻ ngàn năm khó gặp. Vạn thế không ra, trên đời không thể tra. Vốn ngàn vàng khó mua, vạn kim khó khăn mời, hôm nay chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch cố. Kiếm Sinh bất đắc dĩ, sau trực tiếp cho một viên tam phẩm, mặc dù biết người này có thể là lừa gạt tiền nhưng là tam phẩm linh thạch mà thôi thua thiệt lên đạo sĩ xuất ra một cái túi gấm sau đó nói nắm nó đi theo nó bằng chỉ đường đi mục đích lúc này giang tả là thực sự dự định trở về bí cảnh không sai biệt lắm xác nhận đến lúc nào có rảnh rỗi hắn sẽ đi thăm nhìn cách giang thành sẽ không quá xa bất quá cũng gần không đi nơi nào sau một hồi Giang tả liền về nhà, lúc này hắn phát hiện Tô Kỳ lại ở giặt rửa nhà ở. Đoạn kiều đều bị nàng kéo vào được hỗ trợ, dù sao đoạn kiều có truyền tống năng lực. Nơi nào vướng mắc yêu cầu lau, có thể để cho đoạn kiều làm. Nhưng là đoạn kiều tiểu không phải. Loại chiến đấu này lực thật cần không? Giang tả hỏi, ngươi làm gì vậy đột nhiên giặt rửa nhà ở. Còn không có hết năm chứ, Tô Kỳ là lập tức nói, nhanh lên một chút, giúp ta cùng tắm, Giang tả chỉ có thể cởi giày đồng thời hỗ trợ bất quá hắn vẫn hiếu kỳ hôm nay uống nhầm thuốc tô kỳ lau qua môn đạo hôm nay không uống thuốc giang tả gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu kia có muốn ăn chút gì hay không tô kỳ dừng lại sau đó nhìn giang tả đạo ta ý là ta không bệnh không cần uống thuốc nhanh hỗ trợ á giặt xong ăn cơm sau đó đi mua tivi với bản giang tả nhà một tiếng chỉ có thể giúp một tay lúc này tô kỳ mới nói nơi này sau này sẽ là chúng ta, dĩ nhiên muốn lần nữa giặt rửa xuống, giang tả. Phụ nhân góc nhìn, Tô Kỳ Bạch giang tả liếc mắt, đạo ta vốn chính là phụ nhân. Cũng là ngươi ra, bất quá phụ nhân cái gì lộ vẻ già, hơn nữa ấn tượng không được. Người có thể nói là thiếu phụ góc nhìn, giang tả, không đều là thiếu nữ sao? Tô Kỳ Đạo, ai muốn coi thiếu nữ, thiếu nữ đã bị ngươi thu, không, bây giờ là người vợ làm lại chính là thiếu phụ rồi, ngươi nhớ phụ trách liền có thể, ừ. Cũng may ngươi lúc trước không có lừa phỉnh ta, quả thật phụ trách. Giang tả không lời nào để nói, đó là trước đây thật lâu chuyện, khi đó giang tả cảm giác mình. Đạt tới nhân sinh đỉnh phong, suy nghĩ một chút cũng phải. Tuổi trẻ lúc đó thật đỉnh phong, bây giờ một mực thế yếu. Tô Kỳ cười nói, ta còn nhớ ngươi lúc trước dáng vẻ khi đó động bất động nói cho ta lời tỏ tình hơn nữa bị người đụng vào nha còn có lần đó chúng ta một người cưỡi một chiếc xe đạp vừa mới hôn lên thời điểm có một nữ đột nhiên chuyển hướng đi ra muốn qua đi hại nàng cũng ngượng ngùng đi ra bây giờ suy nghĩ một chút ngươi có ngu hay không giang tả mặt sạm lại ngươi có mặt nói ta sao khi đó là ngươi yêu cầu hôn chứ khi đó cảm giác không phải là rất lúng túng bây giờ nghĩ lại hoàn toàn không muốn nhớ lại tốt vào lúc đó thiên hơi đen người có thể nghĩ đến hai người xe đạp cũng liệt vào hôn lên dáng vẻ sao còn vừa vặn bị người thấy chờ người kia chuyển hướng sau khi đi còn tiếp tục thật là không đành lòng nhớ lại thật không biết bọn họ khi đó là thế nào nghĩ chỉ số thông minh lòng xấu hổ hoàn toàn không có ở đây tuyến vậy đại khái chính là yêu cháy bỏng tô kỳ không phục nói rõ ràng là ngươi muốn đưa ta trở về sau đó ngươi muốn hôn giang tả đạo mang một ít mặt chính ngươi nhớ lại một chút là ngươi đem mặt lại gần hay là ta đem mặt tiến tới lúc này đoạn kiều đã truyền đưa đi có một số việc đi có thể không nghe ngàn vạn lần chớ nghe lúc nào bị giết người diệt khẩu cũng không nhất định về phần trách nó không làm việc cái này thật không đến nổi lúc này tô kỳ sẽ không lau môn nàng hướng về phía giang tả đạo, rõ ràng là khi đó ngươi ngượng ngùng mở miệng. Ta chỉ là thuận thế một chút, ta lại không nói muốn hôn. Giang tả mặt không chút thay đổi nói, quần áo nút áo cũng biết. Người nói cho ta biết ngươi nhưng mà nhiệt sao, cô nam quả nữ, ngươi tin không, tô. Kỳ không nói hai lời đem quần áo vén lên một chút đạo, đến, nói cho ta biết. Ta bây giờ nhưng mà nhiệt, ngươi tin không, giang tả. Tô Kỳ lại nói, ngươi nói ta bây giờ có ý gì, Giang? Tả thấp giọng nói, nhiệt liền nghỉ ngơi một chút, Tô. Kỳ đạo, cho nên khi đó ngươi hôn ta, hay là ta hôn ngươi, Giang tả đạo, ta hôn ngươi. Lúc này Tô Kỳ mới đem quần áo buông xuống, sau đó nói, nhanh lên một chút quét dọn. Lãng phí không thời gian dài như vậy, ngươi. Không kéo nhiều như vậy, cũng sẽ không lãng phí thời gian, Giang tả tâm lý oán thầm, Tô Kỳ tiếp tục lau qua môn đạo, ngươi có phải hay không đang nghĩ, đây đều là ta sai. Giang tả mới không ngốc đến tiếp tục cái này cha, mà chỉ nói, hôm nay giặt rửa. Hết năm thời điểm còn phải giặt rửa sao, tô. Kỳ đạo, giặt rửa a à, không giặt rửa tại sao có thể, bất quá suy nghĩ một chút hiện tại cũng. Tháng 11 nhiều, cách hết năm không mấy ngày. Giang tả suy nghĩ một chút, hẳn còn có hơn hai tháng đi, cũng không biết khi đó còn có thể hay. Không thể ở nhà hết năm, dù sao thánh địa những người đó nhưng là bất quá năm. Tu chân giả làm sao có thời giờ hết năm, lần bế quan không chừng liền liền qua đi mấy trăm năm. Không việc gì hết năm làm gì, bọn họ cũng biết. Có chuyện cũng làm người ta đi ra ngoài, bất quá bọn hắn vợ chồng là người bình thường. Qua là người bình thường sinh hoạt, tự nhiên muốn hết năm, sau bọn họ sẽ không thảo luận cái này. Bây giờ còn là đem nhà ở rửa sạch sẽ đi bất quá giặt rửa đến phía sau thời điểm tô kỳ sẽ để cho giang tả một người giặt rửa nàng phải đi cho giang tả nấu cơm cái này giang tả tự nhiên không nói gì ngược lại ở nhà một mình thời điểm thật thường xuyên sửa sang lại gian phòng dù sao hồng thự náo rất nhiều lần bất quá nói đến hồng thự giang tả thật tò mò bây giờ hồng thự thế nào làm giặt rửa đến sân thượng thời điểm giang tả thấy hồng thự vẫn đứng hơn nữa, đều phải khóc, Tô Kỳ đối với Hồng Thự coi là tốt đi, như vậy đều không nướng. Xem ra sau này là không có cơ hội nướng. Giang Tả nhìn Hồng Thự không khỏi nghĩ đến, bất quá đổi loại cách nói, Tô Kỳ lại vừa là tàn nhẫn. Chương 730, nhận chủ sai lầm. Chờ Giang Tả đem nhà ở sau khi tắm xong, Tô Kỳ đã đem làm cơm tốt, Giang Tả ngồi ở trên ghế. Chờ Tô Kỳ cho bưng cơm đi lên, lúc này Tô Kỳ cúi người Giang trên vai trái. Nhìn về phía Giang Tả Đạo, có mệt hay không? Giang Tả nghiêng đầu nhìn Tô Kỳ, "Đạo, có chút." Tô Kỳ hôn Giang Tả một chút, "Đạo, giả bộ, rõ ràng phần lớn đều là ta giặt rửa." "Muốn mệt mỏi cũng là lão bà ngươi ta mệt mỏi," nói. Xong Tô Kỳ an vị ở Giang Tả bên người, "Đạo, nhanh cho ta sới cơm." Giang Tả bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đứng dậy cho Tô Kỳ sới cơm. Cái này cũng không phải là việc khó gì, gần đây muốn đi ra ngoài sao? Giang tả hỏi, Tô Kỳ gật đầu lại lắc đầu, muốn. Nhưng mà không muốn biết lúc nào, có phải hay không rất vui vẻ, rốt cuộc lại không người quản. Ngươi, Giang tả đem cơm đặt ở Tô Kỳ bên cạnh, sau đó nói, ngươi tại sao không nói. Ta sẽ tức giận chứ, Tô Kỳ đạo, ngươi đều biết, còn sẽ tức giận à, Giang. Tả đạo, ai biết được, trên thực tế Giang tả cũng không phải là rất để ý. Nhưng mà sẽ lo lắng Tô Kỳ an nguy mà thôi bất quá nói như vậy chủ yếu vẫn là muốn cho tô kỳ mang theo hắn lần này đi tiên sơn hắn bắt buộc phải làm tô kỳ hướng về phía giang tả đạo hôn ta một chút lần sau có đơn giản ta liền mang ngươi cùng đi bất quá khó khăn ngươi cũng đừng nghĩ giang tả nhìn tô kỳ sau đó không nhìn tô kỳ đơn giản không cần hắn nói tô kỳ cũng sẽ mang tiên sơn nhìn một cái liền không đơn giản hôn cũng đi không vậy còn không như trực tiếp ăn cơm tô kỳ thật sự muốn kiếm ăn ngươi, thánh địa kiếm thập tam đứng ở thất thải long đàn thượng. Lúc này kiếm thập tam đạo, ta biết ngươi có nhỏ nhẹ ý thức. Cũng biết ngươi ra đời cũng không phàm, bây giờ ngươi ý thức đã thanh tỉnh. Thân thể cũng ở đây tạo nên, cho nên ngươi có hai loại lựa chọn, một là nhận thức trong hồ huyền. Vũ làm chủ, hai là... Kiếm thập tam lời còn chưa nói hết trường sinh chứng rồng đột nhiên tản mát ra ánh sáng nhạt ngay sau đó một đạo ấn ký xuất hiện ở kiếm thập tam trên người dấu ấn nhanh chóng thành hình ngay sau đó biến mất ở kiếm thập tam trên người rồi sau đó ánh sáng cũng tiêu tán theo hết thảy các thứ này phát sinh ở điện quang lôi thạch giữa kiếm thập tam đều không có thể hiểu được rõ ràng sau hắn có chút kinh ngạc ngay sau đó tự nói là ta biểu đạt ra hiện tại sai lầm hay lại là nó ý thức vẫn còn mơ hồ trạng thái là vừa mới trường sinh long lại trực tiếp nhận thức hắn làm chủ ra kiếm thập tam dự liệu mặc dù không phải là cái gì chuyện xấu nhưng là hắn không cần sủng vật a à, càng không cần trường sinh long như vậy sủng vật hắn có chính mình đạo hắn dùng là kiếm với long không có chút nào quan hệ cho nên loại sự tình này là không cần thiết đại khái giang tả cũng nghĩ như vậy nếu không tại sao thủ hạ của hắn sủng vật nhiều như vậy lại không có một lá chân chính nhận chủ bởi vì hoàn toàn không cần kiếm thập tam yên lặng chốc lát sau sẽ không quá mức để ý tạm thời để trước đến đi đến lúc đó lại chuyển qua tiểu huyền vũ trên người nếu như có thể thậm chí có thể trực tiếp loại trừ mà ở một bên nhìn nguyệt tịch lập tức hỏi sư huynh vừa mới là xảy ra chuyện gì kiếm thập tam đạo dài trường sinh chứng rồng nhận thức nhận ta làm chủ nhân lúc này Huyền Vũ cũng ló đầu, nó hỏi cái đó long có thể hay không rất hung. Nó có thể hay không đánh ta, Nguyệt Tịch cười nói, tiểu tỷ tỷ không phải là rất lợi hại à? Tại sao còn sợ đánh? Huyền Vũ ngẩng đầu lên nói, ta đương nhiên lợi hại ta nhưng là đại tiền bối. Ta nhưng là sẽ bảo vệ tốt lão thất ngay. Sau đó Huyền Vũ cúi đầu, sức lực không đáng nói đến. Nhưng là Long nghe nói đặc biệt không nổi, hơn nữa hống đặc biệt hung lần trước cái kia cũng vậy nguyệt tịch sờ một cái huyền vũ vác đạo không biết tiểu tỷ tỷ nhưng là thuần khiết huyền vũ nhất tộc thân phận địa vị không thể so với long tộc kém thậm chí chỉ có hơn chớ không kém huyền vũ đạo thật ta lợi hại như vậy sao cho nên sau này lão thất để cho bảo vệ ta liền có thể ta nhưng là tỷ tỷ nguyệt tịch đạo tiểu tỷ tỷ còn nhỏ cũng không cần huyền vũ lập tức nói nói bậy bạ ta sớm tự thành niên Nguyệt Tịch cũng không với huyền vũ cạnh tranh, mà là đối với kiếm thập tam đạo. Kia vấn đề đại sao? Trường sinh Long nhận thức sư huynh làm chủ. Không có tác dụng phụ chứ, kiếm thập tam lắc đầu, không, không có gì, vấn đề gì, qua. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ, sẽ lần nữa xử lý. Là, bây giờ không có thời gian xử lý, hắn vốn chuẩn bị không ít thứ. Muốn chính là bức bách trường sinh Long nhận thức tiểu huyền vũ làm chủ, đáng tiếc xuất hiện loại ý này bên ngoài, cũng may không tệ hại, chỉ cần để cho trường sinh long với cái kia kình ngư. Như thế là được, trên thực tế theo kiếm thập tam. Long với tiểu kình ngư giữa tranh lệch cũng không lớn, ai bảo hắn quá mạnh đây, coi như trường. Sinh long cửu giai tư thái ra đời, hắn cũng sẽ không lo lắng, bởi vì khi đó. Hắn đã cửu giai, hắn một khi cửu giai, ít như vậy có người sẽ là đối thủ của hắn. Bất quá trường sinh long cửu giai ra đời khả năng không lớn bởi vì cần thời gian phải rất lâu tiểu huyền vũ coi như kém đi nữa cũng không khả năng mấy chục trên trăm năm mới có thể bước vào trong cửa cho nên hắn cũng không lo lắng gì sau kiếm thập tam liền cáo từ với nguyệt tịch đợi quá lâu trung quy lại không biết nên làm như thế nào cho nên hắn bình thường đều là trực tiếp đi đương nhiên đi nhưng mà ngoài mặt hắn đều trong bóng tối nhìn chỉ có có chuyện mới có thể thật đi làm việc nguyệt tịch đã sớm thói quen mấy trăm năm trước hoặc có lẽ là từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, kiếm thập tam tránh trong bóng tối. Nguyệt tịch an vị ở huyền vũ trên lưng chơi lấy thủy, nàng đột nhiên nghĩ đến cấm địa thiếu nữ. Cấm địa thiếu nữ với tiên linh phủ chủ chung một chỗ tới 10 vạn năm. Cũng không có trở thành đạo lữ, mà theo như nàng cùng với nàng sư huynh trạng thái. Có thể hay không dẫm vào cấm địa thiếu nữ với tiên linh động phủ vết xe đổ đây. Cũng sẽ không đi, tất lại còn có cái quân sư nguyệt tịch nói nhỏ nhất là người quân sư kia còn có kinh nghiệm nàng cũng không biết hai người kia là thế nào trao đổi thượng lão thất ngươi đang nói gì huyền vũ đột nhiên hỏi nguyệt tịch lắc đầu đang suy nghĩ chuyện gì bất quá ta gần đây nhận được một tin tức thật giống như quy mẫu thân bọn họ muốn trở về nghe được tin tức này huyền vũ liền vô cùng như đưa đám kia bọn họ có phải hay không lại phải mắng ta một mất hứng không chừng còn đánh ta huyền vũ lòng vẫn còn sợ hãi nguyệt tịch đạo không biết tiểu tỷ tỷ đáng yêu như thế huyền vũ đạo nói bậy bạ bọn họ trở lại một cái khẳng định liền muốn dạy ta cái gì thứ lộn sộn ta lại không nhớ được không nhớ được bọn họ sẽ mắng mắng còn không nhớ được bọn họ liền muốn động thủ không nhớ được cũng không phải là ta sai là bọn hắn nói quá thâm ảo nguyệt tịch cười nói tiểu tỷ tỷ ngươi còn nhớ ta thượng một câu nói cái gì sao huyền Vũ Lăng xuống, đạo gia trưởng muốn trở về, Nguyệt. Tịch cười cười không nói lời nào, đơn giản như vậy cũng không nhớ được. Nhà nàng tiểu tỷ tỷ chính là khả ái. Ngân giáp lúc này đứng ở thánh địa nơi nào đó thở dài, huyền vũ lại muốn trở lại. Xem ra xảy ra chuyện, chính là không biết đến cùng ý vị như thế nào, tại sao không lưu lại cụ. Thể tin tức đây, là bởi vì ngươi cũng không biết sao. Thật vất vả xuất hiện một cường giả tuyệt thế, hắn cần thời gian lớn lên. Lúc này tuyệt đối không thể ra vấn đề. Chương 731, vận mệnh xúc sắc, lại đi ngươi đồng học vậy, ngươi nói nàng có thể hay không cảm giác cảm ơn chúng ta. Đi đồ điện thành trên đường, Tô Kỳ nói, Giang Tả Đạo, tại sao phải cảm tạ chiếu? Cố nàng làm ăn a, à, Tô Kỳ nói, cũng không phải là nhà nàng mở. Giang Tả Đạo sau đó tô kỳ hướng về phía giang tả làm cái mặt quỷ chết đầu óc giang tả mặt vô biểu tình hắn lại không sai không bao lâu sau giang tả liền bị tô kỳ kéo đến dương tú yến chỗ khu vực tô kỳ rất nhanh thì thấy nàng mà dương tú yến tự nhiên cũng thấy tô kỳ với giang tả ngay từ đầu nàng còn kinh ngạc xuống hai người này tại sao lại tới đối với giang tả dương tú yến có thể sẽ theo bản năng quên mất có thể nhớ hoàn toàn là bởi vì khi còn bé đặc thù mà Tô Kỳ nàng là thật quên không, đối với nàng mà nói. Tô Kỳ cũng là đẹp vô cùng, rất dễ dàng để cho người nhớ, nhất là hợp với kia thất thải dây cột tóc. Rõ ràng nhưng mà phổ thông dây cột tóc, lại khiến người ta cảm thấy rất nổi bật nhưng là hết thảy các thứ này cũng chỉ là ở làm nổi bật. Tô Kỳ mà thôi. Thấy Tô Kỳ với Giang Tả, Dương Tú Yến lập tức nghênh đón, sau đó cười nói, lại gặp mặt lại tới mua đồ tô kỳ gật đầu ừ mua tivi có hay không chịu đập ngạch đối với tô kỳ vấn đề dương tú yến đặc biệt lúng túng hơn nữa những lời này lượng tin tức có phải hay không lớn một chút nhà bọn họ có bạo lực nghiêng về là ai đập dương tú yến không khỏi nhìn về phía giang tả đại khái là nam đi có chút nam khác bản lĩnh không có té đồ gia dụng bản lĩnh ngược lại không yếu tô kỳ thấy dương tú yến ánh mắt lập tức nói không phải là ngươi nghĩ như vậy là trong nhà có sủng vật mặc dù tô kỳ không thích người khác coi chừng nàng lão công nhưng là cũng không thích như vậy hiểu lầm chồng nàng lại nói chồng nàng cũng sẽ không đối với nàng dùng bạo lực hắn cũng phải chịu bất quá nàng chịu đánh nha dương tú yến đặc biệt lúng túng bất quá xem bọn hắn dáng vẻ thật đúng là không giống sẽ cãi nhau vợ chồng nhắc tới nàng cũng trưởng thành cũng không biết tương lai hội gà cho cái gì dạng người bất quá nàng vẫn có nghề quy tắc không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mang theo tô kỳ khắp nơi nhìn một chút giang tả không đi theo hắn tương đối hiếu kỳ cách đó không xa ngồi một bên uống nước đạo sĩ nha không phải là cái đó thần kỳ đạo sĩ cái này là đạo sĩ bình thường lần trước từng thấy là trần gia vị kia hoặc có lẽ là tiệm đồ cổ vị kia, Giang Tả nhớ là họ Kiều đạo sĩ, bất quá đối phương thân phận. Này, Giang Tả còn không đến mức đặc biệt hiếu kỳ. Nhưng mà trong tay hắn một viên xúc sắc thật để cho hắn hiếu kỳ. Xúc sắc lại xuất thế, cũng không biết là ai dẫn ra, đây là vận mệnh xúc sắc. Nó có thể khiến người ta tài sản vạn quán, cũng có thể khiến người ta táng ra bại sản, nếu như gặp phải thích hợp người nó có thể là vô số kỳ ngộ, cũng có thể là vô số tai ách. Nhưng là cuối cùng nó sẽ rơi vào nó lựa chọn định vận mệnh chi tử trong tay, cuối cùng dẫn dắt. Vị kia vận mệnh chi tử bước lên trí cao vị, giang tả nhớ, tại hắn khi đó. Liền gặp qua như vậy một vị vận mệnh cường giả trí cao, thực lực rất bình thường. Một chiêu không có nhận toàn bộ. Nếu như với kiếm thập tam đồng dai, đại khái cũng là không đủ ngược sát, loại số mạng này trí cường giả bình thường đều rất yếu, bất quá số mạng này xúc sắc, quả thật kỳ lạ. Hẳn là đất trời sinh ra mà ra, cuối cùng lấy vận nuôi vận. Làm đạt tới nào đó đại thành, sẽ chọn chủ nhân, bất quá giang tả thực lực không đủ. Không nhìn ra cái này xúc sắc nuôi vận đến mức nào, nếu như còn chưa sử dụng lời nói. Giang tả ngược lại có thể nhìn ra một, hai. Không sử dụng trước có thể coi thể lỏng nhìn. Sử dụng sau cũng chỉ có thể làm khí thái nhìn, thực lực không đủ người sau chính là không thể suy nghĩ đồ vật về phần vận mệnh xúc sắc liên tiếp ai giang tả. Cũng không biết, bất quá muốn biết cũng rất đơn giản, đầu tiên su liền có thể. Cuối cùng giang tả phong tỏa xó xỉnh một đứa bé trai. Bên cạnh hắn còn có mấy người đặc biệt nhìn, mà đứa bé trai này trên người bị thương, hơn nữa còn. Là mới thương, xem ra là rút được tai ách. Đến chết có lẽ không đến nổi, nhưng là trong vòng 10 năm không muốn xui xẻo là không quá có thể, trừ phi xúc sắc đổi chủ, trên thực tế xúc sắc đổi chủ cũng dễ dàng. Đổi chủ lời nói, chỉ muốn tìm một thích hợp hơn liền có thể. Cái thế giới này người nhiều như vậy. Tùy tiện để cho người một cái sờ liền có thể, một khi đổi chủ thành công. Xúc sắc màu sắc sẽ thành thâm một phần. Đương nhiên biến hóa thâm nhưng mà đại biểu đổi chủ trình độ. Không có nghĩa là khí vận có hay không mắc trị số, bất quá vật này đối với giang tả vô dụng. Vận khí cái gì, hắn hẳn là không thiếu, về phần tai ách đối với hắn hẳn là không có hiệu quả. Sau Giang Tả liền không tính chú ý, Hiếu Kỳ thuộc về Hiếu Kỳ. Không có nghĩa là hắn muốn nhúng tay chuyện này, càng không có nghĩa là hắn muốn có được vận mệnh xúc sắc, vật này chính là hãm hại cửu tịch hắn. Đều coi thường, vạn nhất tuôn ra vận khí, đó mới là thua thiệt a. Ngạch kia lúc trước, bây giờ khẳng định không thua thiệt, dù sao cũng là tự mình lão bà. Nào có không phán nàng tốt nhưng mà Giang Tả là không thèm để ý. Nhưng là cái đó kiều đạo sĩ lại vừa vặn thấy Giang Tả. Vốn là sầu mi bất triển hắn, lập tức lộ ra nét mừng. Sau đó đứng dậy hướng Giang Tả bên kia đi, Giang Tả cau mày, ngay sau đó bước ra một bước. Trung quanh xuất hiện vô hình trận pháp, hắn không dám dùng trận thạch. Kia dễ dàng bị Tô Kỳ phát hiện. Lúc này kiều đạo sĩ đi tới Giang Tả bên cạnh, cung kính hướng Giang Tả hành lễ xin chào tiên sư giang tả nhìn hắn lại nhìn một chút kia xúc xác nói như thế nào đây mặc dù chỉ là tùy tiện bố trí mặc dù rất nhỏ có thể ngay cả như vậy đạo sĩ kia cũng không khả năng vượt qua trận pháp đi tới bên cạnh hắn có lẽ là bởi vì xúc xác duyên cớ đi nếu như xúc xác chịu đổi chủ đến đạo sĩ kia trên người hẳn là may mắn đáng tiếc xúc xác không có thể đổi chủ sau giang tả đạo người nghĩ giúp bên kia xó xỉnh trẻ nít kiều. Nhưng vui vẻ nói, tiên sư coi là thật liệu sự như thần. Không biết tiên sư có nguyện ý hay không xuất thủ, giang tả đưa tay, đạo, xúc sắc cho ta. Kiều đạo sĩ lăng xuống, sau đó lập tức đem xúc sắc giao cho giang tả, trên thực tế. Hắn cũng chỉ là nhất thời suy đoán, cái này xúc sắc nhìn với phổ thông có chút không giống nhau. Cho nên hắn cảm thấy cái này mới là không rõ căn nguyên đây là căn cứ lần trước tiền su ra kết luận ai biết lại bị hắn đoán đúng hắn đều có chút hối hận nếu như hắn xui xẻo theo lời nói đây chẳng phải là lỗ lớn sau đó kiều đạo sĩ hỏi tiên sư tiền bối không biết đây là chuyện gì xảy ra đứa trẻ kia liên tục xui xẻo rất lâu mấy lần suýt nữa bỏ mạng bất đắc dĩ mới đem hắn mang tới đây nơi này có phong thủy địa mạch vãn bối là muốn mượn thương trường địa mạch áp chế vận xui nhưng là cũng không có hiệu quả gì, có thể có hiệu quả mới là lạ. Số mạng này xúc xác chừa thiên địa mà sống. Chính là địa mạch có ích lợi gì, bất quá giang tà đem xúc sắc đuổi ở trong tay. Phát hiện xúc sắc lại không đổi chủ, hoặc có lẽ là vật này. Có vẻ hơi phổ thông, bất quá xúc sắc nếu đến trong tay hắn, vậy trước tiên thu đi. Ngay sau đó giang tà đạo, hết thầy căn nguyên chính là chỗ này vận mệnh xúc sắc ta sẽ trong vòng thời gian ngắn hỗ trợ giải quyết hết, an tâm chờ đi, đương nhiên. Chính ngươi cảm thấy có thể giải quyết, xúc sắc có thể lấy về. Giang tả đối với xúc sắc cũng không có hứng thú gì. Cầm xúc sắc chẳng qua là cảm thấy thú vị a, à, bất quá cũng là có thể chơi đùa cũng không chơi đùa. Cái loại này, chương 732, vận mệnh xúc sắc vượt xa bình thường quy nhận chủ. Hết thầy toàn quyền giao cho tiền bối, vãn bối tuyệt không hai lời. Đối mặt Giang Tả nói, Kiều Đạo Sĩ là thật không dám có bất kỳ ý tưởng gì, đối phương chịu ra tay. Đã là không được, hắn liền không có bất kỳ hy vọng xa vời. Huống chi đối phương thấy thế nào đều giống như giúp đỡ cũng không giúp dáng vẻ. Lúc này chính mình lại miệng tiện muốn trở về kia không phải mình tìm chết chứ sao, trên thực tế. Kiều đạo sĩ nếu là thật muốn trở về xúc sắc quả thật khó nói sẽ như thế nào có lẽ không cách nào giải quyết có lẽ đem xúc xác cho người khác nhưng là nhân tố không ổn định quá cao cho giang tả như vậy bất kể phía sau xúc xác cho ai hắn vĩnh viễn là lợi nhuận người thấy đạo sĩ không có lấy trở về ý tưởng giang tả liền xoay người rời đi hắn cũng không muốn cùng vị đạo sĩ này đợi quá lâu vạn nhất bị tô kỳ phát hiện sẽ không tốt mà ở giang tả xoay người sau kiều đạo sĩ liền kinh ngạc phát hiện mình đã mất đi giang tà tung tích là giang tả trận pháp chỉ nhằm vào quanh thân kiều đạo sĩ không có ở đây quanh người hắn tự nhiên cũng không có biện pháp thấy hắn những người khác cũng vậy cho nên vừa mới kiều đạo sĩ đột nhiên chạy ra ngoài theo người khác là trực tiếp biến mất ban đầu người thuê hù dọa không biết nói cái gì cho phải chủ yếu là người là ở tại bọn hắn trước mắt đột nhiên biến mất mà khi kiều đạo sĩ lại đột nhiên lúc xuất hiện bọn họ liền kinh hỉ cái này tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự người rất nhanh những người này liền hỏi kiều đạo sĩ hỏi hắn vừa mới thế nào đột nhiên biến mất nghe vậy kiều đạo sĩ kinh hãi sau đó không có chút nào nghi trì mang theo những người đó chính là rời đi hắn cho ra giao phó lạc vừa mới hắn né tránh thiên cơ cưỡng ép sửa đổi mệnh lý gần đây liền có thể thấy hiệu quả có thể hay không vượt qua một kiếp này tự xem các ngươi tạo hóa những ngưỡng người kia ngàn tạ vạn tạ vừa mới kiều đạo sĩ đúng là đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện không cho phép bọn họ không tin giang tả nắm xúc xác còn đang do dự đến lúc đó cho ai chơi đùa lúc này trận pháp đã bị hắn hủy bỏ không người chú ý tới hắn liền có thể về phần có thể hay không bị phát hiện kia là không có khả năng cái này xúc xác nhìn rất phổ thông người thường là không nhìn ra cái gì cho nên Giang Tả không có ý định giấu, hắn đang muốn không muốn vứt xuống trong bầy những người. Đó trên người, nhìn một chút ai vận khí tốt. Nếu là vận khí không tốt bên trong vận xui, vậy thì an tâm bế quan đi, phổ thông 10 năm. Tu sĩ trăm năm thì có thể thoát khỏi vận mệnh xúc sắc, bất quá hắn thực lực đến. Vẫn là có thể cắt đứt, mà đang ở Giang Tả suy nghĩ thời điểm. Hắn xúc sắc trực tiếp bị người thuận tay lấy đi có thể ở hắn nơi này như thế dễ dàng lấy đi xúc xác nhân số ít đáng thương bất kể mạnh bao nhiêu giang tả cũng có thể có nhất định cảm ứng coi như ngăn trở không đều sẽ có cảm ứng mà lần này là một chút cảm ứng cũng không có có thể làm tới mức này phụ cận đây chỉ có một người đó chính là tô kỳ vừa nghĩ tới là tô kỳ giang tả liền liên tưởng vô số không thứ tốt bởi vì vận xui coi như tai ách một loại mà vận mệnh xúc sắc hàm chứa vận xui với may mắn. Có thể ở vận mệnh xúc sắc gặp phải tai ách tiền tệ thời điểm. Nhất định sẽ tương hỗ tương ứng, đến lúc đó nếu là thích hợp. Đó chính là xui xẻo mẹ nó cho xui xẻo mở cửa. Xui xẻo về đến nhà, ngay sau đó giang tả liền muốn cướp sẽ xúc sắc. Ngươi còn đứng đó làm gì đây? Tô Kỳ nắm xúc sắc hỏi, giang tả lúc này liền định cướp. Nhưng mà còn không có cướp hắn liền sững sốt vận mệnh xúc sắc có một cái đặc điểm, bất kể trải qua bao nhiêu đảm nhiệm chủ nhân. Tuyệt đối sẽ không lưu lại đối phương mảy may khí tức, chỉ có nó công nhận vận mệnh chi tử. Nó mới sẽ chủ động lưu lấy hơi thở đối phương, giống như là trực tiếp nhận chủ. Mà nhận chủ loại sự tình này, bình thường đều là ở vận mệnh xúc sắc mắc trị số chi hậu tiến. Hành, có thể là mới vừa, ngay vừa mới rồi trong nháy mắt giang tả cảm giác được tô kỳ khí tức xuất hiện ở vận mệnh xúc sắc bên trong đây nên liều mạng vận xúc sắc nhận chủ hơn nữa còn là phi thường quy nhận chủ đây rốt cuộc là tô kỳ cưỡng bách nó hay lại là nó gặp phải vạn cổ minh quân nhưng là giang tả không cao hứng nổi a à, bởi vì tai ách sẽ tương hỗ tương ứng tô kỳ thật là sẽ xui xẻo về đến nhà a à. coi như nàng bây giờ là vận mệnh xúc sắc chủ nhân nhưng là vận mệnh xúc sắc là không có có ý thức nên xui xẻo vẫn là phải xui xẻo, tai ách tiền tệ đại khái muốn vui vẻ bạo nổ. Giang tả nhìn hết thầy các thứ này, cái gì cũng làm không, bởi vì vì thực lực không đủ. Đừng nói chém dụng, chính là ngay cả nhìn cũng không thấy, cho nên. Nên làm cái gì là tốt, còn có thể dùng ngủ áp chế sao, tô kỳ đưa tay ở giang tả bên cạnh phất. Phất đạo, không thoải mái. Lúc này giang tả mới phục hồi tinh thần lại nói, không có tô kỳ nắm xúc sắc hướng về phía giang tả đạo đừng nghĩ thứ lộn xộn đối với ta TV coi trọng ngươi tới xem một chút có được hay không vừa nói tô kỳ liền đi về phía trước chỉ là vừa đi hai bước tô kỳ liền sững sốt tốt cảm giác quen thuộc a à, nàng dường như lại phải té ầm tô kỳ thẳng tắp té xuống cũng làm một bên dương tú yến dọa cho a à, đây là thẳng tắp té xuống người bình thường chỉ có mất đi ý thức té xỉu thời điểm mới sẽ như vậy té đi giang tả khổ sở xong một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới sau này phải làm sao a à? bớt quá hắn vẫn trước tiên tới đỡ lên tô kỳ bị giang tả đỡ tô kỳ là che cái chán đạo đau quá đau thật là đau giang tả đem tô kỳ tay lấy ra phát hiện cũng trực tiếp sưng tô kỳ nhưng là tam giai đại cao thủ a à, nàng cũng không áp chế thân thể phổ thông ném một cái cũng có thể té sưng thật là không thể tưởng tượng nổi tô kỳ sờ cái chán ủy khuất nói tháng này mới một nửa làm sao lại như vậy giang tả không trả lời hắn trả lời không được dương tú yến lập tức nói có sao không muốn không mau chân đến xem vừa mới té thật giống như rất nặng tô kỳ khoát tay một cái nói không việc gì thật thói quen dương tú yến có chút không nói gì cô nương này có phải hay không té ngốc lại sự tình này còn có thể thói quen hay lại là thật tốt xác nhận nhìn một chút trên người không có chỗ nào té đi Dương Tú Yến lòng tốt nói, Tô Kỳ lắc đầu, không việc gì, trở về ngủ một giấc liền có thể. Trước kia cũng rất thường xuyên té, lúc này mới có vấn đề được rồi. Dương Tú Yến cũng không biết nói cái gì cho phải, sau Giang Tả liền đem Tô Kỳ đỡ dậy đạo. Dắt tay, ngàn vạn lần chớ lỏng ra, chỉ có thể nhìn một chút như vậy có thể hay không hữu dụng, bất quá đứng lên thời điểm. Giang Tả đã đem Tô Kỳ vận mệnh xúc sắc lấy tới vận mệnh chi tử a vị lai cường giả trí cao a mặc dù không như thế nào nhưng là coi là tốt chuyện chứ có thể mở cho hắn cởi dùng chứ chỉ mong đi tô kỳ gật đầu biết chúng ta hay là trước đi xem một chút tivi đi xem tivi xong còn phải xem đại sảnh bàn mua cái đẹp mắt không dễ dàng xấu bây giờ tô kỳ nói cái gì giang tả liền ứng cái gì không dám chút nào nói một chữ không bởi vì Tài ách nguyên nhân, Tô Kỳ với Giang Tả như vậy là bình thường, nhưng là ở Dương Tú Yến trong. Mắt cũng không giống nhau, đó là ở Thanh Tú A, nàng một cái độc thân bị rất lớn tổn thương. Người khác đều là nói yêu thương thời điểm Thanh Tú, hai người kia kết hôn vẫn còn ở Thanh Tú. Quá đáng, chương 733, Tiên Sơn Bí Văn. Sau Giang Tả liền đem tivi mua, lần này hay là để cho bọn họ cho đưa qua, về phần mua bán không thể không hủy bỏ bởi vì dắt tay tác dụng không lớn coi như lúc bộc phát sau khi rắt tay tác dụng cũng không lớn rời đi đồ điện thành sau giang tả đạo ta ôm ngươi đi ngạch ta cõng ngươi đi ôm trở về là lạ hay lại là vác tương đối bình thường tô kỳ do dự xuống hay lại là gật đầu sau đó vùi đầu ở giang tả phía sau một chút xíu cũng không muốn lộ ra giang tả đạo tại sao ư tô kỳ đạo về phần cũng lớn như vậy còn cho ngươi cõng lấy sau lưng nhất định sẽ bị trò cười ta mới không muốn xem người khác chê cười ta đây giang tả cũng không có cảm giác cái gì lúc này hắn không cần cảm giác cái gì che chở tô kỳ mới là trọng yếu như thế nào đi nữa chuyện hắn cũng có thử đi làm dù sao trên lưng hắn người này là bất kỳ pháp bảo nào cũng không cách nào so sánh hắn sở được đến hết thảy cũng không sánh nổi ta có phải hay không phải đổi nghiêm trọng sau này có phải hay không liền bình thường đi dạo phố cũng không thể tô kỳ đột nhiên nói giang tả đạo vậy có phải hay không sau này muốn một mực ngủ tô kỳ nghiêng đầu không muốn vậy ngươi khẳng định cũng chê chết ta hơn nữa vậy thì không phải là bình thường sống qua ngày chúng ta nhưng là phải bình thường sống qua ngày ngủ chỉ là sinh hoạt một phần ba ban ngày còn có thật nhiều chuyện khác đây giang Tả cõng lấy sau lưng Tô Kỳ, đi rất vững vàng. Sau đó cười nói, yên tâm đi, không có việc gì, lần này khẳng định nhưng mà ngoài ý muốn, tô. Kỳ ừ một tiếng, ngược lại nàng vẫn còn ở chồng nàng trên lưng, nàng còn rất an tâm. Đáng tiếc không có mua thành bàn, hơn nữa chính mình trả lại cho té sương. Có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Tô kỳ áp vào giang tà tai vừa nói, giang tả hỏi, ngươi té mà thôi nha ngã tại thân thể ngươi đau ở lòng ta ảnh hưởng đến ta tô kỳ tốt qua loa lấy lệ nha sau tô kỳ ôm giang tả nhỏ giọng nói ta là nói lúc ngủ sau khi á có phải hay không biến dạng giang tả nhắm mắt lại không là tốt rồi sao tô kỳ nếu là ở nhà ta liền cắn ngươi giang tả không có nói gì nhưng mà yên lặng cõng lấy sau lưng tô kỳ đi trở về cũng may cách không xa không có dùng quá lâu thời gian bọn họ liền về nhà một về nhà Giang tả liền đem Tô Kỳ đặt lên giường, sau đó nói. Có muốn nhìn một chút hay không còn có thể hay không xui xẻo. Tô Kỳ nhìn một chút nhà ở đạo, sẽ ảnh hưởng đến nhà ở. Ta cũng không muốn làm hư thứ gì. Chúng ta trực tiếp ngủ đi, Giang tả cuối. Cùng Giang tả cũng không có biện pháp cự tuyệt Tô Kỳ. Chủ yếu là lần này là một lần ngoài ý muốn, hay là hắn không thể không trả tiền ngoài ý muốn trạng vạng tối thời điểm tô kỳ xuyên quần ngủ đứng lên nàng lại nhảy hai cái chạy hai bước phát hiện không việc gì ta đi nấu cơm ngươi muốn ăn cái gì tô kỳ hỏi giang tả giang tả nằm ở trên giường đạo đều có thể ngươi nấu là được sau tô kỳ liền cười đi chuẩn bị trong nhà nguyên liệu nấu ăn đều có cho nên tô kỳ cũng không cần thay quần áo đi ra ngoài mua đồ trở lại giang tả một mực không dậy nổi hắn cảm giác thân thể bị móc sạch nhất định là lần trước sau khi trọng thương di chứng bất quá cũng may tô kỳ không có chuyện gì vận mệnh xúc sắc với tai ách tiền tệ đồng thời bị áp chế ở bất quá lúc bộc phát sau khi có thể sẽ càng hung nếu như khi đó hắn không có ở đây cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì gây họa càng ngày càng lớn cũng không biết cái thế giới này thế nào hơn nữa tô kỳ không phải là thiên quyến sao, thiên quyến chính là như vậy, nghỉ ngơi một chút, Giang Tả liền ngồi dậy. Tốt nhất lộ ra mệt mỏi một ít, tối nay hẳn liền có thể an tâm ngủ. Cũng may hắn để cho TV ngày mai đưa tới, nếu không liền ảnh hưởng đến bọn họ về phần Tô Kỳ mặt. Đã tốt không sai biệt lắm, thể chất nàng vẫn là rất tốt, hơn nữa Tô Kỳ có thể không muốn làm cho. Mình biến dạng, vừa mới Giang Tả nói nhắm mắt lại nhưng thật ra là đùa nhưng là thật đến lúc đó tô kỳ cũng không để cho giang tả nhìn nàng nói nhìn kia đều có thể thì là không thể nhìn xấu xí địa phương cũng không biết tật xấu gì thánh địa tĩnh nguyệt từ trong tu luyện tỉnh lại nàng phát hiện tu luyện lời nói dấu ấn số chữ thời gian câu đao sẽ gia tốc hoàn thành cứ như vậy để sẽ chậm rất nhiều như vậy cũng tốt so với khôi phục linh khí như thế tự động khôi phục khẳng định chậm ngồi tĩnh tọa khôi phục sẽ nhanh rất nhiều bất quá số chữ quá ít nguội xuống quá dài đối với các nàng mà nói thật đúng là mệt mỏi còn không bằng gọi điện thoại đây bất quá cái này nàng cũng không chút nào để ý ra mật thất thời điểm nàng liền bắt đầu tra tiên sơn tiên sơn tổng cộng có ba tòa với trong truyền thuyết tiên sơn có nhất định xuất nhập nhưng là quả thật có một tòa được đặt tên là bồng lai tiên sơn bọn họ lần này mục tiêu cực đại khả năng chính là ngọn tiên sơn này từ rất nhiều phương diện Tĩnh Nguyệt cho ra một cái kết luận. Ngọn tiên sơn này khá là quái dị, tại sao vậy chứ? Bởi vì từ mỗi cái trong tài liệu đều nhắc tới một chuyện, tiên sơn chưa bao giờ có người đi lên qua. Càng không có người tìm tới qua, đã như vậy, như vậy những tin tức này là ai truyền tới? Hơn nữa còn có một ít tiên sơn tình trạng gần đây, tỉ như ba ngàn năm trước. Ngủ say vô số năm trí tuệ lão nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn có chính là... Bồng Lai Tiên Sơn thành công dẫn động còn lại hai tòa Tiên Sơn. Để cho ba tòa Tiên Sơn trở thành láng giềng tồn tại. Thậm chí ngay cả bát quái Tân Văn đều có, những tin tức này ghi lại rõ rõ ràng ràng. Có thể là chính là không có người trải qua Tiên Sơn, chẳng lẽ là Tiên Sơn người đi ra ngoài ghi. Lại, rất nhanh tĩnh nguyệt lập tức hỏi rõ liền, những thứ này văn hiến là lấy ở đâu. Thành liền lập tức nói, ta điều tra, nghe nói là bên ngoài trả lại. Nguồn không biết lần này Tĩnh Nguyệt sẽ không biết thánh địa có không ít âm thầm tổ chức. Nàng không thể chắc chắn có không có một tổ chức tình báo. Tĩnh Nguyệt đạo, xem ra cần phải đi hỏi một chút những lão bất tử kia. Gần đây các nàng tồn tại cảm giác thật thấp thanh, liên cũng chưa có tiếp tra, gần đây liên quan tới thánh nữ một dạng nhiều chuyện đếm không? Hết, hơn nữa thánh nữ một dạng cũng xuất hiện chưa bao giờ có biến hóa cùng chung tin tức cấm địa bí mật, dấu ấn đột biến, kêu gọi hung thú vân vân. Đây là các đời thánh nữ cũng chưa bao giờ phát sinh qua, có thể nói. Các nàng làm chứng thánh nữ một dạng biến thiên, thanh liên hỏi, thánh nữ sư tỷ Chúng ta đây lúc nào lên đường đi tiên sơn? Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, chờ một chút đi. Quá sớm đi không chừng không chỗ tốt thanh. Liên gật đầu, thánh nữ sư tỷ nói cái gì chính là cái đó các nàng lại không thể nói không, chúng ta đây sau đây. Thanh liên hỏi, chính ngươi muốn làm gì thì làm mặt ta phải đi tìm xuống tiểu oán phù. Thật lâu không truyền trực tiếp, phen giá trị cũng thấp. Tĩnh Nguyệt cười nói, bất quá nàng đi xem xuống. Phát hiện đan tiết ma nữ cũng rất lâu không truyền trực tiếp, chính là bất phạ tử chủ bá cũng. Dừng hứa cửu, tốt như lần trước truyền trực tiếp sau. Hắn cũng rất ít truyền trực tiếp, bất quá đây đối với Tĩnh Nguyệt mà nói đương nhiên là mới có. Lợi rồi, bởi vì nàng ngồi vững phen bảng đệ nhất. Mà vào lúc này Tĩnh Nguyệt nhận được nguyệt tịch điện thoại, A à Nguyệt cho ngươi cái nhiệm vụ. Giúp phi sư đi tranh linh hồ bí cảnh, vị trí đến lúc đó nói cho ngươi biết. Chương 734, cưới một cái đưa một cái. Tĩnh Nguyệt không giải thích được, sau đó hỏi, đi linh hồ bí cảnh làm gì, điện Thoại đối diện nguyệt tịch đạo, linh hồ bí cảnh mỹ nữ như mây, được xưng độc nhất vô nhị. Thần là tu chân giới người đẹp nhất tĩnh nguyệt thánh nữ, không nên đi chèn ép một chút không? Làm cho các nàng những thứ này lá xanh làm nổi bật lên ngươi đóa hoa hồng tĩnh. Nguyệt cảnh giác nói, sư phụ ngươi cũng rất đẹp a à. Chính ngươi đi đi, hơn nữa sư phụ cũng có thánh nữ trạng thái. Ép các nàng một nước không là vấn đề, ta còn nhỏ, một ít khí chất không đủ sẽ không đi sau đó tĩnh nguyệt suy nghĩ một chút lại nói sư phụ ta phát hiện sự kiện nếu như sư bá đuổi kịp sư phụ vậy lập tức lập tức lên đường đi giang thành đợi lệnh nói thêm câu nào cắt đứt chân ngươi không đợi tĩnh nguyệt nói xong nguyệt tịch liền trực tiếp ra lệnh một chút chừa chỗ thương lượng cũng không có bởi vì điện thoại bị treo đại khái là thẹn quá thành giận tĩnh nguyệt ổn định thu điện thoại di động về sau đó hướng về phía thanh liên đạo Người nói sư bá nếu là thật đuổi kịp sư phụ, vậy hắn có phải hay không kiếm bộn thanh? Liên đầu óc mơ hồ, nàng không hiểu thánh nữ là ý gì. Tĩnh Nguyệt lại nói, sư phụ nhưng là có thánh nữ trạng thái, ngang hàng có hai cái thân thể. Hai cái bất đồng dung mạo, sư bá cưới một cái giống như là cưới một đôi, mua một tặng một. Kiếm bộn, may mắn một đời a à. Thanh Liên suy nghĩ một chút cũng phải nha, sau đó nói người sư bá kia có thể lấy được sao tĩnh nguyệt nhún vai cái này thì xem bọn hắn cũng mấy trăm năm quan hệ cũng không gần đi nơi nào đợi thêm mấy trăm năm có lẽ liền rõ ràng sau tĩnh nguyệt liền chuẩn bị rời đi linh hồ bí cảnh vẫn là phải đi nàng cũng không biết những thứ kia linh hồ thế nào chọc sư phụ nàng ngược lại khẳng định không phải là cướp sư bá hơn nữa thánh địa với linh hồ bí cảnh cũng không quen thù khẳng định cũng là không có cho nên lần này hẳn không phải là đi đánh nhau linh hồ bí cảnh lại không có hạn chế báo thù lời nói sư phụ nàng sớm tự mình đi cho nên tĩnh nguyệt không hiểu muốn làm gì bất quá không có vấn đề đi trước tìm tiểu oán phụ lại nói lúc ăn cơm chiều sau khi giang tả liền quan sát tô kỳ phát hiện đúng là không có vấn đề xem ra là thật cũng bị áp chế tô kỳ hiếu kỳ nói luôn cảm giác ngươi một mực đang nhìn ta giang tả bình thản nói ngươi không nhìn ta làm sao biết ta xem ngươi ngươi nếu xem ta ta không phải là cũng có thể nhìn ngươi tô kỳ trợn mắt to nhìn giang tả sau đó nói ta là lão bà ngươi đừng nói nhìn ta như vậy chính là tắm xem ta cũng rất bình thường nhưng là giải thích liền không bình thường có phải hay không làm chuyện xấu xa gì chột dạ giang tả hắn là mặt đầy chết lặng mình có thể sống lâu như thế có tính hay không vận khí tốt sau đó tô kỳ tựa vào giang tả trên người đạo ta cảm thấy cho ta muốn chăm chú nhìn ngươi giang tả đạo không cần ngươi một mực trong lòng ta làm chuyện gì cũng phải để ý đến ngươi ngược lại tô kỳ mới là trọng yếu nhất tô kỳ nghiêng đầu hừ lạnh nói tiếp ngươi ngực quá mỏng ở trong lòng ngươi cũng không nỡ cũng là ngươi trong lòng ta thực tế rất ngực ta miệng so với ngươi dày nhiều không tin ngươi sờ một cái giang tả vô cùng bất đắc dĩ sau đó nói có thể hay không ăn cơm trước ngươi cũng không biết được xấu hổ tô kỳ đạo ta nhưng là mặc váy không có đi ánh sáng nha ngạch phải nói không có cám dỗ ngươi ha ha cám dỗ ngây thơ ngươi bây giờ cám dỗ động sao tô kỳ nâng quay hàm nhìn giang tả đạo ngươi vừa mới có phải hay không đang nghĩ tô kỳ tướng mạo bình thường nơi nào cám dỗ động tới ngươi giang tả nhìn tô kỳ đạo nửa câu đầu tuyệt đối là ngươi cộng vào hơn nữa ngươi nói cũng không đúng hẳn đẹp như thiên tiên cũng cám dỗ bất động tô kỳ sắc mặt thoáng cái liền khó coi chính là như vậy chồng nàng liền tật xấu này có lúc chính là thế nào cũng phải buộc nàng động thủ bất quá lần này không đợi tô kỳ làm gì điện thoại di động của nàng liền vang là để lên bàn cho nên có chút chói tai chờ xuống lại tính sổ với ngươi dưới uy hát yota giang tả tô kỳ liền bắt đầu nghe điện thoại sư tỷ làm gì tĩnh nguyệt hiếu kỳ nói thiên còn không có liền hắc ngươi khẩu khí này là ta ảnh hưởng ngươi tốt chuyện ngươi còn trẻ gấp như vậy làm gì tô kỳ bị nói cũng ngượng ngùng sư tỷ đây là rất tư mật chuyện hơn nữa chúng ta bây giờ là đang ở bình thường ăn cơm tĩnh nguyệt kinh ngạc các ngươi lúc trước ăn cơm không bình thường sao tô kỳ không muốn cùng sư phụ nàng tỷ nói chuyện phiếm cái gì với cái gì được nói chính sự ngày mai tới ta chuyến này tĩnh nguyệt nói tô kỳ kinh ngạc sư tỷ tới dấu ấn không cũng thăng hoàn cấp sao không tới ta xong rồi à hơn nữa để cho ngươi qua đây chủ nếu là bởi vì sư phụ cho nhiệm vụ tĩnh nguyệt nói nghe được nhiệm vụ tô kỳ liền mất hứng lúc này mới bao lâu lại muốn cho ta đi ra ngoài ở nhà thời gian còn không có làm nhiệm vụ nhiều ta lão công sẽ tức giận. Giang tả dừng lại ăn đồ ăn nhìn về phía Tô Kỳ, hắn rất muốn nói không việc gì. Chỉ cần người an toàn, nhiều hơn chút nhiệm vụ hắn là không ý kiến, nguy hiểm điểm cũng không. Chuyện, hắn sẽ phụ trách theo đuôi, một chút đáng ngại cũng không có. Thay vào đó loại lời nói thiết bất đắc, nói tối nay liền xong, tĩnh nguyệt đạo. Đừng kích động, lần này sư phụ không điểm tên ngươi, tô. Kỳ thoáng cái vui vẻ nói, ta đây có phải hay không không cần đi, tĩnh. Nguyệt đạo, đại khái đi. Kia rốt cuộc là chuyện gì? Tô Kỳ hỏi. Sau tĩnh Nguyệt thì đơn giản nói rằng linh hồ bí cảnh, không nói tỉ mỉ. Tóm lại để cho Tô Kỳ ngày mai đi qua một chuyến sau. Tĩnh Nguyệt liền cúp điện thoại, nói không quấy dày các ngươi. Ăn một bữa cơm còn cố gắng như vậy, đi Tô Kỳ cho thẹn thùng đến, rõ ràng không có được rồi. Lại sự tình này, bọn họ đều là trở về phòng, trong nhà còn có sủng vật đâu rồi không sủng vật thời điểm cũng không như vậy sau đó tô kỳ nhìn giang tả đạo đều là ngươi sai giang tả mặt đầy mộng ép hắn an tịnh ăn cơm cũng sai lúc này tô kỳ đạo ngày mai ta phải đi tìm sư tỷ nói là cái gì linh hồ bí cảnh chuyện bất quá hẳn không dùng ta đi làm gì nghe nói với thánh nữ một dạng không liên quan giang tả hội ý xem ra linh hồ bí cảnh chuyện là xếp hạng tiên sơn trước Bất quá Tô Kỳ lại không đi, cái này làm cho hắn rất khó tiến hành linh hồ bí cảnh chuyện bất. Quá cũng không có vấn đề, hắn cũng không thể là linh hồ bí cảnh chuyện thúc giục Tô Kỳ đi. Đi, làm như vậy sẽ để cho Tô Kỳ không vui, kia khoảng thời gian này liền thanh thản ổn định theo. Tô Kỳ đi, linh hồ bí cảnh chuyện, trễ một chút lại nói. Ngược lại cũng không phải là cũng tìm không được nữa, vậy. Người ngày mai đi xem một chút, ta cứ theo lẽ thường đi làm. Đúng phải đi bao lâu? Giang Tả hỏi, Tô Kỳ lắc đầu, không biết bất quá hẳn là không dùng qua đêm. Nếu là phải qua đêm ta liền điện thoại cho ngươi, cho ngươi đi qua, Giang. Tả đạo, thật ra thì không cần, các ngươi không chừng thật nhiều lại nói. Ta ở nhà ngủ liền có thể. Tô Kỳ khẽ mỉm cười, nghĩ tưởng Mỹ vừa mới chuyện còn không có tính sổ với ngươi đâu rồi. Bây giờ muốn ngủ một mình, sợ đến lúc đó cũng tránh chăn cười ra tiếng. Mới không muốn để cho ngươi được xính. Giang tả mặt đầy bất đắc dĩ, nói thật, hắn không đến nổi cười ra tiếng. mươi 735, sẽ chết. Buổi tối hôm đó Tô Kỳ liền dán giang tả trên người ngủ, giang tả tự nhiên cũng không có nói gì. Cái này là bình thường, không cùng lúc ngủ mới không bình thường, cũng may Tô Kỳ không có làm xa. Cách chỉ là bình thường ngủ, cứ như vậy ngủ đến ngày thứ hai. Lần này giang tả tỉnh tương đối sớm hắn tỉnh lại thời điểm tô kỳ còn đang ngủ hắn không dám có động tác gì dễ dàng như vậy đánh thức tô kỳ sáng sớm nhìn tô kỳ ngủ cơ hội này rất ít lúc này giang tả phát hiện một chuyện tô kỳ lại chảy nước miếng cái này là thật hiếm thấy a à, hắn với tô kỳ chung một chỗ nhiều năm như vậy cũng không thế nào gặp qua sau đó giang tả khắp nơi nhìn một chút rốt cuộc phát hiện tô kỳ điện thoại di động cách tương đối gần hơn nữa dễ dàng bắt được bắt vào tay máy sau giang tả liền giải tỏa đều không cởi khóa trực tiếp liền mở ra chụp hình chức năng sau đó tới chừng mấy chụp liên tục đương nhiên tràn là đậy kín được không có đi bất kỳ ánh sáng đi sạch đặt ở trong điện thoại di động sẽ bị tô kỳ đánh liền bọn họ nhìn một chút cũng không tính vạn nhất bị sư phụ nàng tỷ thấy sẽ bị trêu đùa liền khó vì tình a hơn nữa ai biết sẽ duy trì bao lâu nàng nhưng là sẽ xấu hổ nhưng là giang tả quên một chuyện khả năng thấp hơi thấp đi sạch đồ tô kỳ để ý hơn là điện thoại di động tại sao có thể có nàng cơm nắm đồ giang tả chụp rất nhiều chương sau đó liền bắt đầu sàng lọc lưu chương xấu nhất suy nghĩ một chút cũng thật có ý tứ lúc này tô kỳ tỉnh lại nàng xoa xoa mắt hiếu kỳ nhìn giang tả nói như thế nào đây chồng nàng thật giống như rất vui vẻ a à, nhìn cái gì vui vẻ như vậy sau đó nàng tiến tới giờ khác này, Giang Tà cảm giác cả phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, là thực sự, thật hạ xuống. Cảm giác nhiệt độ xuất hiện biến hóa Giang Tà. Mới phát hiện Tô Kỳ lại đang nhìn hắn, Giang Tà để điện thoại di động xuống, bình tĩnh nói. Điện thoại di động có một ít kỳ quái hình, ta giúp ngươi xóa xong. Ngươi ngủ một hồi nữa đi, nói xong giúp Tô Kỳ xoa một chút mép nước miếng. Tô Kỳ không nói hai lời trực tiếp cắn Giang Tà môi, Giang Tà, hơn bảy giờ thời điểm giang tả đúng lúc lên đường đi làm nhưng là sắc mặt có chút tái nhợt cả người nhìn cũng không có tinh thần gì thật giống như thân thể bị móc sạch dáng vẻ hắn cảm thấy lần sau hẳn chụp xong liền thu tới không sau đó quả có chút nghiêm trọng hôm nay nếu không phải đi làm làm lý do trời mới biết hắn có cơ hội hay không đứng lên có cần phải để ý như vậy sao giang tả là không hiểu tô kỳ khi đó ý tưởng sau Giang Tả sẽ đến Thiên Hòa Tập đoàn, bất quá để cho Giang Tả ngoài ý muốn là. Thiên Hòa Tập đoàn bên trong lại cũng đang thảo luận linh hồ bí cảnh chuyện, nghe nói sao? Thật có bí cảnh, còn có thể là linh hồ bí cảnh, tin tức này nơi nào truyền tới? Tại sao ta đều không thế nào nghe nói? Cái này ta cũng nghe nói, hơn nữa nghe nói là cảm giác nhất hào phòng truyền tới, vậy. Thật là có thể là đúng, đúng vậy, bọn họ chỉ cần truyền tới tin tức, căn bản là đúng, Giang cả nghe mặt đầy mộng ép cảm giác nhất hào trong hẳn là tiêu tiểu mặc bọn họ chứ bọn họ tin tức linh thông như vậy linh hồ bí cảnh a nói cái gì cũng muốn vào xem một chút coi như không chiếm được bên trong linh hồ mắt thấy xuống hóa hình tiên tử cũng tốt thật ra thì linh hồ trong tiên tử coi như xinh đẹp nữa cũng không có nguyệt liên thánh nữ đẹp không tại sao phải đi xem hỏi cái vấn đề này là tây môn linh lung lập tức có người trả lời khí chất không giống nhau ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu tiếp lấy lại có người đạo khí chất là một mặt còn có một chút là nguyệt liên thánh nữ không có thú tai nghe nói như vậy giang tả nghĩ tưởng xuống tô kỳ nếu là có thú tai sẽ là dạng gì ừ khó coi hay lại là thiên nhiên điểm đẹp mắt không việc gì thêm cái gì ngổn ngang lỗ tai bất quá linh hồ hóa hình có thú tai sao hình như là có đi linh hồ không có gì đặc biệt xuất chúng người giang tả đối với cái chủng tộc này nhận biết không phải là rất đủ cho dù có lời nói chỉ cần tới đến gần hắn đại khái cũng bị cửu tịch chặn lại lúc trước hắn chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này bây giờ biết cửu tịch là tô ký như vậy loại sự tình này cũng rất bình thường dù sao có linh hồ dị thường quyến rũ, sau giang tả liền không để ý tới nữa những người này. Hắn vẫn nhìn một chút có cái gì ủy thác đi. Vừa vặn hôm nay Tô Kỳ không rảnh, hắn thời gian nhiều hơn rất nhiều, đối với giang tả nơi này. Thị trường hai bộ người, tự nhiên đều không thế nào để ý, một cái tu luyện thất tình lục dục. Quyết người, ngươi không thể hy vọng nào hắn đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú. Cảm giác nhất hào basic huyết đồng tử, linh hồ bí cảnh là thực sự sao? nếu như là chân ngã dự định đi, ta ta cảm giác có thể cua quẹo gặp phải yêu, trần. Ước ngay từ đầu là tiên tử, sau đó là ma tu. Bây giờ rốt cuộc dự định đối với động vật động thủ sao? Xích huyết đồng tử, tuổi lớn, trung quy được tự nghĩ biện pháp, tiêu tiểu mạc. Các ngươi còn nhớ xích huyết đồng tử bao nhiêu tuổi sao, lục. Nguyệt tiết, lớn hơn ta 2 tuổi, hẳn 20, còn là mới vừa 20 không bao lâu, tiêu. Tiểu mạc. 20 kêu tuổi lớn, như vậy bọn họ cảm giác bộ vài người. Có tính hay không lão nhân ra, đương nhiên, bọn họ cũng liền chừng 20, mặc ngôn tiên tử. Xích huyết đồng tử còn nhỏ hơn ta, tại sao sư bá nói cho ta biết, ta coi là nhỏ nhất. Sơ thanh, ta biết, bởi vì là một cái là một tuổi nhập môn, một là ba tuổi nhập môn. Mặc ngôn tiền bối tiểu học khẳng định không tốt nghiệp, mặc. Ngôn tiên tử, chủ động ma tu siêu hung biểu tình, sơ thanh ta hiện chậm tìm ngươi chơi đùa sơ thanh tối nay ta theo ra tỉ suốt đêm liệu y y các ngươi màu sắc loại trừ mặc ngôn tiên tử nào có nhanh như vậy lục nguyệt tiết bá chiếm thất thải nhuộm hòa tóc lại từng cây một đi màu sắc quá kinh khủng các ngươi đạo tu so với chúng ta ma tu còn phải khăng khăng liệu y y các ngươi không phải là tìm phá hiểu đạo hữu hoặc là tại sao không cần nhiều một chút lục nguyệt tiết mặc ngôn tiên tử suy nghĩ một chút cũng phải cắp thất thải nhuộm hỏa đối với phá hiểu mà nói hãy cùng hỏa cầu thuật như thế tùy tiện liền cho các nàng đó tại sao phải một đám lửa thay phiên dùng có thể tốt hơn một đoàn thật là nhiều người hết thầy đốt a à, sơ thanh tại sao phải nhiều như vậy có hỏa thêm chút củi lửa không là tốt rồi hỏa không phải có thể đốt sao lục nguyệt tiết mặc ngôn tiên tử ở lục nguyệt tiết ra mặc ngôn nhìn lục nguyệt tiết đạo người bị đốt ngốc sao lục nguyệt tiết trực tiếp phát trong bầy ngươi mới bị đốt ngốc ma tu mặc ngôn ta là ma tu ma tu tư tưởng một loại đều rất thiên kích ngươi là đạo tu đạo tu nói đạo pháp tự nhiên thượng thiện nhược thủy hỏa có thể đốt loại vấn đề này ngươi lại không nghĩ tới lục nguyệt tiết ngươi im miệng ma tu mặc ngôn ta ngay tại bên cạnh ngươi ta không phát ra âm thanh nhiều lắm là mặc niệm sau đó mặc ngôn phát tấm hình là lục nguyệt tiết hình Bây giờ Lục Nguyệt Tuyết liền tóc là thất thải, bất quá bây giờ nàng sắc mặt đặc biệt lãnh. Còn giống như rất nóng nảy. Ma Tu Mặc Ngôn nhìn, không xuất bản nữa trong sinh khí thất thải Lục Nguyệt Tuyết. Các ngươi nói ta muốn là viết lên tìm bạn trăm năm hai chữ, sau đó phát ra ngoài. Thì như thế nào, Lục Nguyệt Tuyết sẽ chết. Chương 736 toàn thế giới chiếu cố. Cảm giác các ngươi khỏe thủy, chúng ta ngay từ đầu không phải hỏi linh hồ bí cảnh sao? Liêu Vũ phát cái tin, hải biên đao khách ta đặc biệt đi xem, bí cảnh là thực sự có thể có. Nhưng là đến cùng phải hay không linh hồ bí cảnh còn không biết. Hơn nữa ta tra tài liệu, linh hồ bí cảnh lần trước lúc xuất hiện. Ở 100 năm trước, nếu như đúng hạn gian giữ lời, cũng là thời điểm xuất thế chung. Dịch dương, ta nhớ được linh hồ bí cảnh mở ra một lần liền muốn đấu giá một lần. Các ngươi phải đi mua. Tiền mang đủ. Liệu y y, đấu giá chụp mua bán cái gì, chung. Dịch dương, linh hồ A, nghe nói cũng có hóa hình thành người thiên phú linh hồ, liễu. Y y, mỉm cười, ngươi lại như vậy biết, chung. Dịch dương, ôm quyền biểu tình, liễu tỷ ta làm đồ ăn, đã từng nghĩ tới món ăn này. Xích huyết đồng tử, tuyệt vọng biểu tình ta không có tiền. Còn có thể cua quẹo gặp phải yêu sao, cái. Này sẽ không người trả lời hắn, bất quá quả thật rất nhiều người cũng đang chăm chú linh hồ bí cảnh, nhất là cố kiếm sinh ủy thác nâng lên, hơn nữa cảm giác nhất hào phòng cũng nói. Độ tin cậy thoáng cái cao rất nhiều, hơn nữa tin tức này truyền thật là nhanh. Rất nhiều người đều biết, lần này độ tin cậy thì càng cao, người nói có, ta nói có. Vậy thì thật có, mọi người đều là như vậy đại nhập mà Tô Kỳ các nàng cũng tương tự đang thảo. Luận, bây giờ Tô Kỳ đã tới tĩnh Nguyệt Gia, linh hồ bí cảnh với sư phụ có quan hệ gì? Tại sao phải sư tỷ đi? Tô Kỳ hỏi Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt lắc đầu. Đây chính là ta tìm ngươi tới nguyên nhân, chồng ngươi không đến đây đi à, Tô? Kỳ trả lời, không có, hắn đi làm. Tĩnh Nguyệt bưng Tô Kỳ mặt, nghiêm túc nói, nhỏ như vậy oán phụ, khôi phục ngươi trí tuệ đi. Để cho chúng ta đoán một chút sư phụ mục đích, ta theo thầy phụ vậy thì phải biết linh hồ bí. Cảnh, mà sư phụ không nói nhiệm vụ hạch tâm, nàng nói chính ngươi đi vào thăm làm. Như vậy ta rốt cuộc muốn nhìn cái gì làm việc Tô? kỳ cao mày cái này ai biết a à, loại này bí hiểm các nàng sư phụ sẽ không làm chứ sư phụ chưa bao giờ chơi đùa loại này không giải thích được chuyện chứ có nhân giáo sư phụ còn là nói có chuyện gì chế ngự không thể nói rõ tô kỳ đạo tĩnh nguyệt đạo ngươi cảm thấy có chuyện gì không thể đối với ta nói rõ tô kỳ lắc đầu không có bất kể là chẳng có chuyện gì sư phụ cho chúng ta nhưng là không thèm để ý ngân giáp bọn họ nếu quả thật là rất trọng yếu chuyện sẽ không đả ách mê trừ phi nàng hứng thú nổi lên tĩnh nguyệt gật đầu đúng vậy ta chỉ lo lắng nàng gần đây với sư bá sống chung thật là vui hoặc là quá khó khăn thụ thoáng cái hứng thú nổi lên tô kỳ đạo như vậy linh hồ bí cảnh có cái gì tĩnh nguyệt cau mày sau đó nói mỹ nữ thanh thuần quyến rũ cái gì hàng loạt mỹ nữ đều có hơn nữa nhiều vô cùng còn có trong truyền thuyết thú tai nam tu sĩ thiên đường càng trí mạng là các nàng còn bán tô kỳ kinh hãi bán đấu giá á tĩnh nguyệt đạo bất quá chụp nhưng là có thể hóa hình tiểu hồ ly trăm năm cũng khó gặp hơn nữa số lượng ít vô cùng nóc ba cái các nàng lần này đem cửa mở ở giang thành không thể không đạo lý thiên hòa tập đoàn ở chỗ này tự nhiên có không ít có tiền tu sĩ tô kỳ hiếu kỳ các nàng đó lúc trước không mở ở thiên hòa tập đoàn phụ cận sao tĩnh Nguyệt bất đắc dĩ, tiểu oán phụ, ngươi có phải hay không ngốc? Nhà ngươi 100 năm trước nắp đại hạ mở công ty à? Linh hồ bí cảnh hơn 100 năm trước mở qua một lần. Khi đó còn không có thiên hòa tập đoàn đây, sư tỷ ta bây giờ không phải là tiểu oán phụ. Tô kỳ cải chính nói, tĩnh nguyệt đạo, vậy kêu là ngươi tiểu thiếu phụ tô. Kỳ cười nói, ngươi có thể gọi ta giang tả lão bà. Tĩnh nguyệt mặt sạm lại, sau đó nói, khỏi phải nói cái này người chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống nói một chút sư phụ đến cùng có ý gì đi tô kỳ suy nghĩ một chút nói hẳn với linh hồ không liên quan hơn nữa có thể là ngoài ý muốn tính tĩnh nguyệt hỏi ngoài ý muốn tô kỳ đạo sư tỷ không biết sao sư tỷ bất kể làm gì dù sao phải làm chút không bình thường chuyện tĩnh nguyệt nhìn tô kỳ đạo nói đúng là cần ta ngẫu nhiên tìm tới ngược lại theo ta vui vẻ tới tô kỳ gật đầu Tĩnh Nguyệt nhún vai, đó là muốn tìm cái gì? Giúp nàng tìm cứu nhân à? Nếu không thành là pháp bảo cái này Tô Kỳ cũng không biết. Ngược lại có thể đoán chỉ có những thứ này, người. Sư tỷ kia muốn đi vào Diệm Áp Quần Phương sao? Tô Kỳ cười nói. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, hay là chớ nói phách lối, nếu không những người đó đã cho ta đi làm mà. Đặc biệt đi dựa vào linh hồn nâng cao chính mình, lộ vẻ ta đây cái thánh nữ quá tục dễ dàng hạ xuống ta thánh nữ cao quý địa vị thân là thánh nữ không phải là đi chèn ép các nàng tới nổi lên chính mình nổi lên chẳng qua là ta thiếu phí chỉ số thông minh ta lại không lập gia đình không sinh con chỉ số thông minh làm sao biết thiếu phí đây tô kỳ mặt đầy lạnh lùng nhìn tĩnh nguyệt đây là đang nói nàng sau này sẽ thiếu phí đến chưa đóng nổi chỉ số thông minh phí mức độ sao đều nói người đàn bà chữa ngốc ba năm nàng cũng ngốc không bao nhiêu năm a à, trừ phi chồng nàng có thể đem nàng cưng chiều đến thiên hoàng địa lão nếu như vậy lời nói thiếu phí liền thiếu phí cũng rất tốt tĩnh nguyệt gõ xuống tô kỳ đầu đạo đừng có đoán mò hỏi ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi tô kỳ sờ một cái cái chán đạo linh hồ bí cảnh sao không muốn đi tĩnh nguyệt đạo có thể mang theo chồng ngươi a à, để cho hắn đi xem một chút tô kỳ không chút suy nghĩ đạo, không muốn, tuyệt đối không muốn, tĩnh nguyệt kinh ngạc tại sao? Người sẽ còn chê chồng ngươi, tô kỳ dĩ nhiên sẽ không chê chồng nàng. Nhưng là không để cho hắn đi lại không nhất định là chê. Có thể là đề phòng cái gì, tỉ như mỹ nữ, tô kỳ đạo, sư tỉ ngươi đều nói, nơi đó mỹ nữ như mây. Còn loại hình gì đều có, đến lúc đó đem hắn nhìn mê, cũng không biết ta ở bên cạnh hắn. Ta phải tức chết, tĩnh nguyệt ngẩng đầu suy nghĩ một chút thật giống như đang cố gắng hồi tưởng giang tả là dạng gì người, sau đó nói, biết sao. Tỷ tỷ ta quá đẹp chứ, còn nhớ đã nói với ngươi. Giang tả xem ta cũng với nhìn người đi đường như thế. Như vậy chớ nói chi là những thứ kia linh hồ. Tô kỳ đạo, không giống nhau, vừa mới sư tỷ nói. Lại hình gì đều có, nếu như đối phương xuyên bại lộ điểm đây, tỉ như thấp ngực, tất chân. Váy ngắn loại, nhất là thấp ngực, cùng với cái loại này lộ rốn. Nam khẳng định thích xem, lúc trước ta lão công liền len lén liếc qua. Cũng may ta ưu tú hơn, nhưng là ưu tú như ta hắn cũng có theo bản năng đi xem. Chờ nói chi là một đám theo ta không sai biệt lắm, quá nguy hiểm, tĩnh. Nguyệt mặt đầy mộng ép, sau đó nói, cái này cũng chưa tính tiểu oán phụ sao. Tô kỳ đạo, nào tính, hồ ly tinh mà, không phải phòng một chút. Vợ chồng chúng ta đều là người bình thường, tĩnh nguyệt đạo ngươi không phải là rất yên tâm chồng ngươi chứ sao tô kỳ gật đầu yên tâm a à, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không chọc ta tức giận hơn nữa sư tỷ không phải nói tu chân giả với người bình thường giữa không xử lý tốt liền dễ dàng xảy ra vấn đề sao tĩnh nguyệt nhìn tô kỳ hứa cửu cuối cùng nói thật hai người các ngươi chuyện hoàn thành vượt qua ta toàn bộ dự đoán tĩnh nguyệt giơ tay lên bưng tô kỳ gò má mang theo nụ cười đạo nói như thế nào đây tỷ tỷ có một loại cảm giác, cảm giác cả thế giới đều là đứng ở ngươi bên này. Người thừa nhận toàn thế giới chiếu cố, chúng ta tiểu oán phụ. Tuyệt đối sẽ hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên, đệ nhất thai còn phải là con gái. mươi 737, Đạo hóa tiên thiên. Đối với tĩnh nguyệt lời nói, Tô Kỳ vẫn là rất vui vẻ, bất quá nàng còn là rất hiếu kỳ, sư tỷ. Người làm gì vậy như vậy thích cô gái, tĩnh. Nguyệt không nói hai lời rút ra một tấm kêu gọi thẻ, sau đó hướng về phía Tô Kỳ Đạo. Người xem, có phải hay không rất khả ái. Kêu gọi thẻ là tiểu dã miêu, hiện tại đang kêu gọi thẻ biểu hiện là tiểu dã miêu co lại thành. Một đoàn ngủ dáng vẻ, Tô Kỳ Đạo, khả ái là khả ái, nhưng là nam hài tử cũng rất khả ái. Sinh con dưỡng cái mà, không chừng còn có thể khi cô bé tử nuôi. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, cả kinh nói, người làm mẫu thân tốt biến thái bất quá ta cảm thấy sinh con dưỡng cái chính xác phương thức cần phải để cho con của ngươi làm thánh nữ thánh nữ trạng thái thời điểm nhất định là nữ sư tỷ ngươi thật là ghê tởm sau đó tô kỳ không nghĩ lại muốn những thứ này ngổn ngang nàng hỏi tiểu dã miêu thế nào một mực ở ngủ tĩnh nguyệt đạo đại khái ăn no ở ngủ đông đi tô kỳ mặt đầy không nói gì tiểu dã miêu mặc dù là hung thú có thể là thế nào nói cũng là người nơi nào yêu cầu ngủ đông thêm gì nữa thời điểm hung thú yêu cầu ngủ đông cho nên hắn sư tỷ khẳng định đang nói hiu nói vượn tĩnh nguyệt lại nói ngươi xem tiểu dã miêu cũng đáng yêu như thế người sinh ra tiểu nha đầu khẳng định càng khả ái ngươi suy nghĩ một chút một cái khả ái tiểu nha đầu lảo đảo với sau lưng ngươi nhõng nhẽo kêu tê tê có phải hay không rất có ý tứ nếu là không sẽ đi đường ngươi còn có thể dạy nàng lộn ngược ra sau bên lộn mèo lộn về phía trước tô kỳ gật đầu một cái sau đó nói vẫn ưa thích nhi tử tĩnh nguyệt mắt trợn trắng trọng nam khinh nữ được không nói cái này hỏi lại ngươi lần này cần không muốn với tỷ tỷ cùng đi tô kỳ hay lại là không chút do dự nào không đi làm sao có thể đi thật vất vả với chồng nàng chung một chỗ lúc này mới hai ngày liền muốn để cho nàng đi ra ngoài cũng không có cửa lúc này tĩnh nguyệt lại nói ngươi không biết sao làm nhiệm vụ là có thành tựu giá trị ngươi ra càng nhiều học bổ túc lại càng nhanh ra một lần nói ít thêm năm ba ngày hơn nữa thời gian đi ra ngoài riêng biệt chu cũng có khác coi thường gom ít thành nhiều chứ sao hơn nữa lần này không chừng một ngày đã đủ ngươi cũng có thể mang theo chồng ngươi cùng đi liền hoàn mỹ, Tô Kỳ hai mắt vô thần nhìn tĩnh nguyệt, cuối cùng nói, sư tỷ Người có phải hay không ngay từ đầu liền muốn tốt, người liền ăn chắc ta nhất định sẽ đi đúng. Hay không? Tô Kỳ dĩ nhiên sẽ đi, đây chính là có thể làm cho nàng sớm một chút học bổ túc chuyện, sớm một. Chút học bổ túc là có thể sớm một chút mang thai. Nàng đặc biệt muốn cho Giang Tả sinh một đứa bé, chung một chỗ đến mấy năm. Bây giờ có cơ hội sinh, dĩ nhiên không kịp đợi như vậy cũng tốt so với chờ một năm với chờ một ngày khác nhau cái nào sẽ càng không kịp chờ đợi đây cái gì tốt vài năm cũng chờ tới không kém mấy ngày nay là không có khả năng càng đến gần càng không kịp đợi ít nhất tô kỳ là như vậy ta đi bất quá ta lão công không thể đi ta phải trở về với hắn thương lượng một chút tô kỳ nói không thể đi đương nhiên là có không thể đi nguyên nhân ngược lại không thể đi giang tả lúc này nhìn ủy thác mặt lộ vẻ cổ quái nói như thế nào đây bên trong một nhóm ủy thác tất cả đều là muốn linh hồ bí cảnh linh hồ thậm chí không yêu cầu có thể hay không hóa hình kinh khủng hơn là giá cả càng ngày càng cao trước mắt cao nhất là một viên bát phẩm linh thạch cái yêu cầu này phải có hóa hình thiên phú bát phẩm a đây đã là thiên giới một con linh thú mà thôi đắt đi nữa cũng đắt không đi nơi nào chứ bát phẩm đi ngự linh tông có thể mua một đống lớn linh thú có thể hóa hình có thể đánh có thể gánh đều có cho nên giang tả cảm thấy những người này có bệnh mua về lại không tốt ăn có cần gì phải giang tả lắc đầu một cái hắn cảm giác linh hồ bí cảnh muốn hoàn a à. cũng không biết người bên trong thực lực như thế nào nếu là có huyết yêu huyết liệt ngân năm đó xuất thế loại thực lực đó vậy thì không thành vấn đề nếu không chống lại nhiều người như vậy đi bắt linh hồ sau bất quá giang tả cũng không ở ý ngược lại hắn hẳn là không cơ hội gì đi tô kỳ ở nhà hắn cũng là đi không một mình đi ra ngoài có thể là có thể nhưng là tô kỳ tuyệt đối sẽ theo đuôi trừ phi nàng vừa vặn có chuyện nếu không nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không đi theo hắn còn có thể đi theo ai những thứ này ủy thác giang tả không có tiếp tục cũng không muốn tiếp tục tìm một lần giang tả thấy một tên kỳ quái ủy thác trên đó viết đạo hóa tiên thiên biết tới ra giá là bát phẩm linh thạch hơn nữa nhưng mà tiền đặt cọc đạo hóa tiên thiên giang tả không khỏi nói thật là không muốn sống a à. sau giang tả tiếp tục ủy thác mà vừa tiếp xúc ủy thác tự ra hiện tại một cái khoanh tròn hình như là để cho người nhắn lại dùng hẳn là đôi hướng chắc chắn nếu như nhắn lại đối phương không hài lòng hẳn liền trực tiếp coi là ủy thác thất bại xem ra đối phương là không muốn gặp không biết gì tên lường gạt hoặc là sẽ sai ý sau đó giang tả ở bàn phím gõ mấy cái đạo hóa tiên thiên cư thân mà không ra ta hiểu ở giang tả đưa ra tin tức này trong nháy mắt hắn đối thoại cửa sổ bắn ra tới đây là cái đó người ủy thác tìm tới giang tả phía trên đối thoại là bần đạo thiên dương đạo nhân không biết đạo hữu đại danh giang tả đạo hiệu ở trong tài liệu nhưng là có đối phương trong nháy mắt tìm đến nói rõ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp nói rõ, đối phương ở nhận được giang tà tin tức trong nháy mắt. Ra sao kích động, hắn chờ lâu như vậy, rốt cuộc để cho hắn chờ đến, giang tà gõ bàn phím. Phá hiểu, đối phương trả lời thật nhanh, phá hiểu đạo hữu bần đạo thẳng vào chủ đề. Dám hỏi đạo hữu yêu cầu bần đạo trả giá cao gì, giang. Tả ngược lại không để ý cái gì giá, trả lời, cho ta xem ngươi một chút tiên thiên khí giang tả lời muốn nói tiên thiên khí với hắn tiên thiên ba khí hoàn toàn bất đồng người này ngưng tụ tiên thiên khí cũng gọi tiên thiên căn cơ là cơ thể con người mới bắt đầu căn cơ khí khí này sẽ theo thời gian trôi qua dung nhập vào trong cơ thể con người nếu như không có cái này khí như vậy thân thể con người thân thần hồn sẽ không yên hậu quả khó mà lường được giang tả sở dĩ muốn xem là muốn biết đối phương đem khí này ngưng tụ đến mức nào khí này cũng không phải là nói ngưng tụ là có thể ngưng tụ trong thiên hạ người tu vi cao thâm vô số có thể biết ngưng tụ khí này ít lại càng ít dám ngưng tụ khí này cơ hồ không có bởi vì phải trả giá thật lớn phi thường to lớn lúc này đối diện trả lời mời đạo hữu chờ chốc lát giang tả ngồi tại chỗ không thể trong nháy mắt ngưng tụ vậy thật là là kém a lời này nếu như bị đối phương nghe được không chừng liền muốn học máu trong nháy mắt ngưng tụ ra sợ không phải đối phương tại gây cười chứ lại sự tình này làm sao có thể làm được đây là một cái vô cùng quá trình chật vật có thể thành công đều là vạn hạnh trong khi chờ đợi giang tả lấy điện thoại di động ra cũng không biết đối phương cần phải bao lâu cho nên trong lúc rảnh rỗi hắn liền chỉ có thể nhìn một chút bầy sau đó phát hiện những người này, lại cũng ở đây đánh Linh Hồ chú ý, sau hắn ở trong bầy nói chuyện, phá hiểu. Linh Hồ hẳn không đồ ăn ngon, ăn ngon, chứ cứ. Như vậy trong nháy mắt, vốn là náo nhiệt bầy, an tĩnh. Một cái lên tiếng cũng không có. mươi 738, Đạo hữu có thể hay không dạy ta? Đối với Giang tả lời nói, những người đó không biết nên nói cái gì, không thể ăn, với đại lão quả, Nhiên rất khó có tiếng nói chung, người khác thấy linh thú cái gì cũng là muốn tóm lại nuôi. Phá hiểu đại lão cũng không giống nhau, được cân nhắc ăn có ngon hay không? Không thể ăn không chừng liền bị bắt tư cách cũng không có, hải biên đau khách. Phá hiểu đạo hữu, linh hồ bí cảnh là thực sự sao? Phá. Hiểu, không biết tin tức không phải là cảm giác nhất hào phòng truyền tới sao? Trần Ức mặt đen dấu hỏi, không có a, à, chúng ta cho tới bây giờ không đã nói như vậy a à, Tiêu. Tiểu Mặc, ngạch chúng ta liền kết hợp xuống tiểu Lê với Phá Hiểu đại lão. Làm một ít suy đoán, xích huyết đồng tử, cho nên linh hồ bí cảnh nhưng mà tin nhảm. Phá Hiểu, không nhất định có khả năng rất cao, hài. Điền Đao khách, Phá Hiểu đạo hữu phải đi sao? Phá Hiểu, không rảnh tất. Cả mọi người đều không nói gì, Phá Hiểu đại lão mỗi lần đều nói không rảnh, mỗi lần cũng dẫn bọn. Hắn đi ra không giống tầm thường đường lần này tám phần mười cũng phải cần đi đây là cảm giác bày các vị bày hữu móc ra quy luật mặc ngôn tiên tử a à, còng xích huyết đồng tử xích huyết đồng tử phòng ta thế nào bị khóa không đúng ai đổi ta trận pháp bắt được hỏa mặc ngôn đã chạy trở về xích huyết đồng tử chỗ tông môn bây giờ nàng dĩ nhiên phải ẩn trốn khôi phục ban đầu chính mình ở lục nguyệt tiết vậy lục nguyệt tiết tranh quá ác hay là trở về tới an tâm nhiều chút xích huyết đồng tử là lam nguyệt sư tỉ cho ngươi tăng cường trận pháp nói lấy ngươi trận pháp thành tựu hẳn là có thể thấy được nàng là ở nguyên hữu cơ sở sửa đổi rất dễ tìm đến chính xác vào cửa phương thức mặc ngôn tiên tử đây chính là mặc ngôn ở chỗ này đãi ngộ những người này chính là muốn hãm hại nàng nàng xem qua trận pháp này không có chút nào đơn giản là cố ý làm khó nàng ma tu mặc ngôn mặc ngôn hừ lạnh sau đó hét lớn một tiếng lam nguyệt sư tỷ tối nay ta nấu cơm xích huyết đồng tử ở trong bầy ngày đặc biệt mặc ngôn a à còng mặc ngôn tiên tử chớ kêu lam nguyệt sư tỷ xuống núi thấy tin tức mặc ngôn lại hét lớn một tiếng tử phong sư huynh tối nay ta nấu cơm xích huyết đồng tử a à còng mặc ngôn tiên tử chớ kêu đại sư huynh đến lục sư huynh tất cả đều xuống núi mặc ngôn tiên tử đây chẳng phải là vừa vặn cửa nhà mình không vào được liền trực tiếp đi lam nguyệt sư thì tốt lắm xích huyết đồng tử ở chỗ cao nhìn mặc ngôn chạy đi lam nguyệt gian phòng thở phào cũng may mặc ngôn không có nấu cơm cho hắn hứng thú nếu không hắn cũng phải xuống núi nói xong gặm xuống băng côn đây đều là hắn đại sư huynh âm mưu nghĩ tưởng để cho bọn họ giết lẫn nhau không biết sao mặc ngôn biết hắn đối với trận pháp không hiểu cũng không thể giết đứng lên chỉ có thể nói mặc ngôn hôm nay tới chuyện không rảnh liên quan đường mà nhìn bầy giang tả cũng không thế nào chú ý cũng liền có hạn vài người dự định đi linh hồ bí cảnh a thậm chí khả năng chỉ có xích huyết đồng từ với hải biên đao khách đi một cái là cua quẹo gặp phải yêu một cái là ủy thác đi dù sao hải biên đao khách là tán tu hiện tại tại làm sao rất cao giới ủy thác cũng với linh hồ có liên quan không đi một chuyến nhưng là rất thua thiệt để điện thoại di động xuống sau giang tả liền nhìn chằm chằm máy vi tính đối phương vẫn là không có phản ứng cũng lâu như vậy xem ra ngưng tụ tiên thiên khí cũng thuần túy không đi nơi nào đạo hóa tiên thiên là càng nhanh càng tinh khiết hơn chờ đối đãi hơn giang tả điện thoại di động đi theo vang nhìn một chút là tô kỳ đánh giang tả không suy nghĩ gì mở ra cách âm trận liền nghe điện thoại thế nào giang tả mở miệng hỏi điện thoại đối diện tô kỳ cười nói ta ở sư tỷ bên này sau đó chúng ta thảo luận linh hồ bí cảnh tối nay còn không chờ tô kỳ nói xong giang tả liền nói tối nay ngươi ở tĩnh nguyệt tỷ kia tô kỳ đạo nghĩ tưởng mỹ đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì ta là nói tối nay về sớm một chút ta có việc thương lượng với ngươi giang tả thoáng cái không hứng thú biết tô kỳ đạo ngươi buổi trưa trở về sao giang tả lắc đầu hẳn là không đi trở về ngươi đang ở đây tĩnh nguyệt tỷ kia tô kỳ kêu, sư tỷ để cho ta giúp nàng đoán một chút sư phụ tâm tính. Ta cảm giác đoán không sai biệt lắm, chính là không nghĩ ra, đến cùng sẽ gặp phải cái gì. Sau trò chuyện nhiều chút chuyện nhà, Giang tả với Tô Kỳ liền cúp điện thoại, dù sao bây giờ Giang tả vẫn là phải đi làm. Một mực nói chuyện phiếm tự nhiên không thích hợp, lần này Giang tả là thực sự trong công việc. Bởi vì đối phương cuối cùng đem tiên thiên khí phát tới, hình là bây giờ chụp. Giang tả thấy một người lòng bàn tay trên có một đoàn khí. Khí này mang theo lãnh đạm màu trắng nhạt. Nhìn rất thuần khiết túy tiếp lấy đối phương lại cho Giang tả phát cái tin. Đạo hữu cảm thấy thế nào, Giang tả trả lời, rác dưới. Thấy Giang tả trả lời, đối phương có thể là sững sốt. Vẫn không có phản ứng, bất quá Giang tả cũng không chờ đối phương phản ứng. Trực tiếp phát tin tức tiên thiên khí là một cái, không phải là một đoàn một cái tiên thiên có thể thành một đoàn khí, nó ý là một đoàn khí là một đường tia bó đi ra, còn chân chính thuần túy tiên thiên. Vô hình không khả quan, người kém đâu chỉ trăm lẻ tám ngàn dặm đạo. Hóa tiên thiên tác dụng chỉ có hai loại, hơn nữa đều là người khác. Một là tu bổ tiên thiên, hai là trọng tố thiên tư, lấy. Người bày giờ tiên thiên, một có tác dụng, có thể tác dụng không lớn chỉ có thể tu bổ gần một nửa, hay không cần phải trọng tố, căn bản không đủ. Thật, ở đối phương nói đến rác dưới thời điểm, người cố chủ này là tức giận. Hắn thậm chí cảm thấy được cái này phá hiểu đang đùa bỡn hắn, nhưng khi hắn xem đến phần sau đôi. Câu thời điểm, hắn sững sốt. Hắn đối với tiên thiên biết cũng không hoàn toàn. Có thể là đối phương trực tiếp một chút ra tiên thiên tác dụng cùng với hình thái, càng có thể thoáng cái chỉ ra hắn Tiên Thiên công hiệu, đây thật là hồ ngôn loạn ngữ sao? Cuối cùng người cố chủ này đánh ra mấy chữ, đạo hữu có thể hay không dạy ta, Giang. Tả nhìn nói chuyện phiếm mặt tiếp xúc, cuối cùng hỏi, tu vi, đáp bát giai hỏi, Giang. Tả lại hỏi, tác dụng, đáp tu bổ tiên thiên. Giang Tả không nói gì nữa, mà là biên tập một đoạn tương đối dài văn tự. Cuối cùng phát tới, Giang Tả phát rất tùy ý. Mà ở đối diện người kia thấy nội dung trong nháy mắt trực tiếp đem phá hiểu kinh vi thiên nhân, hắn thấy cái gì? Là mấy câu nói, cũng là bí pháp, càng là vô thượng thiên thư, lấy hắn bát giai vấn đạo tu vi. Lại nhưng mà miễn cưỡng u mê, thậm chí cảm giác căn bản là không có cách hiểu thấu đáo, liền mấy. Câu nói này, lại để cho hắn ngưng tụ tiên thiên khí tốc độ, nhanh rất nhiều. Mà bây giờ hắn đầy đầu chỉ có một nghi vấn. Cái này phá hiểu đến tột cùng là bực nào thần nhân, giang tả không để ý đến đối diện là cảm giác gì nhưng là hắn cho ra đồ vật vẫn là có thể ít nhất có thể để cho người này ngưng tụ ra tương đối giống nhau dạng tiên thiên khí về phần còn lại giang tả không có nói thù lao giống vậy không có nói hắn là thấy đạo hóa tiên thiên đi vào bát phẩm khen thưởng hắn có thể tiếp nhận cái này thì đủ nhưng mà giang tả rất muốn hỏi một câu người này biết đạo hóa tiên thiên hậu quả sao đạo hóa tiên thiên đối với người tầm thường mà nói ngang hàng chặt đứt hắn đạo một khi cấp cho người khác cái này tiên thiên chờ chung nhau tự hủy đạo cơ chương 739 vạn cổ chỉ có Giang tả không có lại để ý tới đối diện người một đơn vững vàng sau Giang tả liền không nữa tìm tìm ủy thác buổi trưa không trở về nhà hắn có thể chính mình đi tìm ăn cơ hội như vậy hiện tại cũng biến hóa hiếm thấy sau đó Giang tả định rời đi mà tây môn linh lung liền vẫn nhìn chằm chằm vào giang tả nhìn khi thấy phá hiểu phải rời khỏi thời điểm tây môn linh lung lập tức đuổi theo kịp đi giang tả vừa ra tây môn linh lung liền ngăn lại hắn ngươi ngươi chờ một chút tây môn linh lung có chút khẩn trương đối diện người này chính là một ác ma nàng nơi nào bình tĩnh lại giang tả nhìn tây môn linh lung hoàn toàn không biết người này muốn làm gì tây môn linh lung lại nói ta kakata không thấy người người biết hắn ở đâu sao giang tả mặt không chút thay đổi nói không biết nói xong cũng say người rời đi tây môn linh lung tức giận nhìn giang tả bóng lưng nhưng là không dám đuổi theo tên ác ma này ăn tên nuốt sống nếu không phải anh nàng thường xuyên nói với nàng có một số việc có thể thỉnh giáo người này nàng mới sẽ không đi hỏi dưới tình huống bình thường nàng đều không thế nào đi hỏi phá hiểu bởi vì đối phương đặc biệt tà ác lần này là không có biện pháp anh nàng sau khi độ kiếp liền cũng không trở về nữa bọn họ cũng tương đối để ý mặc dù nàng ra tới làm nhưng là chủ yếu vẫn là muốn thông qua thị trường hai bộ tìm tới anh nàng nhưng là lâu như vậy không hề có một chút tin tức nào mẹ nàng lại không thể vất vả cho nên hắn lấy can đảm hỏi phá hiểu cái này là ác ma biết rất nhiều bản lãnh lại cường không chừng cũng biết nhưng là tên ác ma này phải trả lời ba chữ một chút thành ý không có được rồi nàng cũng không có thành ý nhưng là để cho nàng đem kỳ kỳ đưa lên nàng cũng sợ hãi a à, nhất là sẽ nhớ lên ác ma kia lời bàn chỉ cần phá hiểu vừa mở miệng nàng đều sẽ nghĩ tới anh nàng có thể hay không bị đặt ở trên bàn ăn lời này phá hiểu nếu là nói ra nàng liền muốn khóc cho nên không dám hỏi điện thoại cũng không đánh trở lại, ca ca thúi, đáng đời độc thân. Tây môn linh lung nhìn điện thoại di động, hung tợn mắng. Mắng xong đi trở về tiếp tục cố gắng, gần đây nàng thăng cấp cũng rất nhanh. Thậm chí bắt đầu biết sử dụng năng lực mình, nàng cũng không phải là mới vừa tới nơi này Tây Môn. Linh lung, nàng phát hiện, nàng nguyên lai like có thể rất mạnh. Đương nhiên, ở giang trong mắt cháy, bất quá là một cấp một tiểu bằng hữu mà thôi căn bản không dẫn nổi cái gì chú ý, về phần thiên tư, mạnh hơn nữa có thể có lão bà hắn. Cường, đừng nói giỡn, đem Tĩnh Nguyệt tỷ kéo ra ngoài. Liền có thể treo lên đánh tất cả mọi người. Trước mắt Giang Tả sở chứng kiến người. Trừ kiếm thập tam cái này vượt qua thông thường người, không có một người lên cấp tốc độ có thể. Với Tĩnh Nguyệt tỷ so với, đương nhiên còn phải trừ hết hắn với Tô Kỳ, không mấy người bọn hắn. Tĩnh Nguyệt tỷ chính là quái dị nhất nhắc tới, thật giống như có chút thật đáng buồn, tìm chút thời giờ. Giang tả sẽ đến duyên tuyệt không thể tả phòng ăn, vừa tiến đến thì có phục vụ viên nói. Phá tiên sinh là tới tìm ông chủ, ta đây phải đi thông báo, giang tả gật đầu. Thật ra thì cái này phòng ăn rất tốt, nhưng là không thích hợp hắn với tô kỳ cùng đi, bởi vì thứ nhất đối phương một câu phá tiên. Sinh, khả năng là có thể đưa tới Tô Kỳ bất mãn, sau đó chính là Tô Kỳ đối với hắn bất mãn cuối cùng có thể nói chăn chối suy nghĩ một chút thật kích thích sau này nghĩ tưởng nói cho tô kỳ có thể thử một chút tu chân chuyện này nhất định là phải nói hơn nữa thời gian vẫn không thể quá dài nhưng là thế nào để cho tô kỳ biết hắn liền có thể lựa chọn tìm một đối với chính mình siêu có lợi cơ hội sau đó nói cho nàng biết chồng ngươi có thể đánh một trăm một ngàn cái ngươi người vui hay không, hẳn thật vui vẻ đi, lúc này Giang Tà đã bị mang tới vị trí cạnh cửa sổ. Thượng, phục vụ viên nói cho Giang Tà, trung lão bản rất nhanh thì đi ra. Sau đó trả lại cho Giang Tà thượng thức uống, đây là ông chủ khóe miệng đặc chế. Hy vọng phá tiên sinh thích, Giang Tà mắt nhìn thức uống, không có linh khí gì. Nhìn vô cùng phổ thông, bất quá màu sắc ngược lại thật hoa tiếu, hơn nữa tầng thứ cảm giác rất đủ, cùng một cốc tai tựa như bất quá hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều, mặt trên còn có căn ống hút. Giang tả thử miệng phát hiện còn có thể, không có uống thật là ngon đến quá khoa trương bước về. Phần đánh giá, không biết, đều không có một phút, trung dịch dương tự ra đến. Mang một mâm thịt nướng, là vịnh tê nhục, vốn là giang tả là nghĩ tới ăn đa linh khuyển chân. Bất quá vịnh tê cũng có thể, mặc dù nói trung dịch dương làm không có đậu hủ ông chủ khỏe ăn nhưng là phong cách bất đồng, Giang Tả hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lần này là định cho Liễu Tỷ đưa qua, bất quá vừa vặn phá hiểu đạo hữu đến. Trước hết cho phá hiểu đạo hữu. Trung Dịch Dương ngồi ở Giang Tả đối diện nói, Giang Tả ăn nhục. Không nói gì, bất quá ăn biết, Giang Tả đột nhiên hỏi, người đao pháp thật giống như có chút. dáng vẻ, chỉ cần nhìn nhục Giang Tả cũng biết, những thịt này đều là đã cắt gọn phải biết hắn đao pháp cũng không phải là cắt gọn nhìn đao pháp này có thể đoạn toàn bộ liền là linh khí nó đều có thể đoạn tự giống với trong thịt có một đoàn linh khí cắt đi linh khí cũng có thể cắt thành mảnh nhỏ mà không phải đơn thuần cắt tán cho nên đao pháp này xuống sẽ không cắt lậu bất kỳ vật gì nhưng mà trung dịch dương nhưng mà học được đệ nhất thức năng lực vô cùng có hạn bất quá quá miễn cưỡng đi thật ra thì trung dịch dương đao pháp nếu là truyền đi có thể khiếp sợ bao nhiêu tiên trù a đệ nhất thức làm khó bao nhiêu người a đều là phá hiểu đạo hữu công lao không biết phá hiểu đạo hữu gần đây có chuyện gì cần ta làm sao trung dịch dương hỏi bây giờ trung dịch dương cảm giác mình học đệ nhị thức hoàn toàn không là vấn đề nhưng là phá hiểu vẫn không có chuyện giao cho hắn cái này làm cho hắn rất bất đắc dĩ bởi vì không có biện pháp học đệ nhị thức phá hiểu hẹp hòi sao Trung Dịch Dương không có nửa điểm phương diện này cảm giác. Có thể bởi vì là một tin tức dậy hắn đệ nhất thức đã rất khẳng khái, hơn nữa ở trong bầy. Hắn cũng có thể nhìn ra, phá hiểu cơ hồ là cái gì đều nói, nhất là có rất nhiều tin tức kinh. Người, bất quá có một số việc không nói chữ nào, đây không phải là hẹp hòi Đây là tính cách, giang tả suy nghĩ một chút, đạo, không có, chung dịch dương cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói kia phá hiểu đạo hữu lúc nào nghĩ đến nhớ nói cho ta biết ta phải đi là liễu tỷ chuẩn bị ăn nhà nàng lão gia tử cũng không ta yêu cầu nịnh hót xuống như vậy sư phụ ta liền sẽ không làm khó ta chung dịch dương có chút hậm hực nói giang tả gật đầu một cái bất quá ai không lên giang tả cũng không chút nào để ý với hắn lại không liên quan lúc này hắn còn đang chuyên tâm ăn thuận tiện suy nghĩ một chút tô kỳ mà trung dịch dương cũng tự nhiên đi làm việc chuyện hắn thật ra thì giang tả nghĩ đến một chuyện nơi này tĩnh nguyệt tỷ sẽ đến cũng sẽ mang tô kỳ tới nếu như có một ngày tĩnh nguyệt tỷ đến còn mang theo tô kỳ đến mà tô kỳ lại đem hắn gọi đến làm sao bây giờ lúc này giang tả đột nhiên mở miệng nói bên ngoài dùng bữa quả nhiên là không có linh hồn mà vừa vặn đi ngang qua phục vụ viên mặt đầy mộng ép những người này quả nhiên khác nhau, ăn cơm cũng có ý tứ như vậy, các nàng nếu là ăn nổi. Là chỉ mong ở chỗ này ăn cơm, bởi vì thật là rất tốt ăn, nhất là vị này phá tiên sinh ăn. Các nàng ăn rồi một khối, vậy thì thật là không cách nào nói rõ. Hỏi giá cách sau, các nàng đừng hy vọng, vô giá vô thành phố, vạn cổ chỉ có. mươi 740, rác dưới công thức nấu ăn, lầm hắn thiên tư vào buổi trưa trong tiệm người bắt đầu nhiều lên giang tả là ăn xong rời đi tiền vẫn có coi là hiện tại hắn dự định đi giang thành bên ngoài đi dạo một chút có lẽ có thể tìm được bí cảnh giao lộ dù sao vừa mới nhận được tô kỳ điện thoại còn nhắc tới linh hồ bí tịch hắn có nhất định có thể là sẽ đi về phần quyết định sau cùng có đi hay không hẳn ngay tại tối nay bây giờ trước thời hạn nhìn một chút không tính là lãng phí thời gian giang tả đi tới giang thành bên ngoài phát hiện bên ngoài phong có chút lớn hơn nữa có chút hàn khí giang tả ngẩng đầu không khí lạnh lẻo đánh tới xem ra cần phải trở về cho giường thêm một mền chăn cũng phải đổi chăn dày điểm ngủ cũng thoải mái nhiều chút sau giang tả tiếp tục đi ở giang thành ở càng bên ngoài giang tả liền đi càng chậm hắn cầm trong tay một khối tiền xu vừa đi vừa nghỉ hắn đã đổi rất nhiều lần phương hướng hơn nữa đi phạm vi cũng rất rộng cuối cùng hắn ngừng ở một viên phổ thông trước cây nơi này là hắn vừa mới cũng không có đi qua đường nhưng là giang tả chính là ngừng lại ở chỗ này lại còn ở xác định vị trí bất quá lấy kia cửa vào di động quy luật đại khái chính là ở chỗ này tam vĩ hồ ly cuối cùng cũng sẽ ngừng lại ở chỗ này giang tả tự nói hiện tại hắn vẫn không tìm được tam vĩ hồ ly không nói không gian hạn chế chính là đuổi theo cũng không đuổi kịp dù sao không ở một cái không gian thượng hồ ly thật đúng là không sợ chết ngay sau đó giang tả bấm cố kiếm sinh điện thoại linh hồ bí cảnh cửa vào cũng nhanh ổn định ngày mai có lẽ tối nay liền có thể mở ra để cho cố kiếm sinh tới trông coi liền có thể nhưng mà gọi điện thoại sau giang tả kinh ngạc ngươi thật sự gọi điện thoại không đang phục vụ khu Giang tả mở ra bầy, sau đó ở trong bầy phát cái vấn đề, phá hiểu. Các ngươi biết cố kiếm sinh đi đâu sao, là. Cố kiếm sinh lại không có ở đây Giang Thành, hơn nữa không biết chạy đi đâu. Cái này thật đúng là là kỳ quái, bởi vì Tam Vĩ Hồ Ly còn không tìm được. Hắn đã không thèm để ý Tam Vĩ Hồ Ly, tiêu tiểu mặc đi xa, hắn liên lạc ta. Nói để cho ta hỗ trợ nhìn một chút ai tìm tới tiểu lê. Nhất là chú ý phá hiểu đại lão chiều hướng bất quá hắn hình như là bị buộc bởi vì nói không thể đích thân tìm tiểu lê thời điểm vô cùng thống khổ trần ức đúng đều phải khóc lưu vũ tiểu lê nhưng là mạng hắn a à. thật đúng là chưa từng thấy hắn bỏ lại tiểu lê chính mình đi ra ngoài xích huyết đồng từ khiếp sợ biểu tình cái gì cố kiếm sinh bỏ lại tiểu lê chạy là cái gì thiên đại chuyện bọn họ cũng đều biết cố kiếm sinh là biết bao để ý tiểu lê lại để cho người khác hỗ trợ tiếp nhận tìm tiểu lê chuyện phải bị tiểu lê biết, không phải lại bỏ nhà ra đi một lần, lúc này tiêu tiểu mặc hỏi phá hiểu. Phá hiểu đại lão, người đột nhiên tìm cố kiếm sinh, là có tiểu lê tin tức, giang. Tả phát cái vị trí, sau đó chụp cây hình, thậm chí lưu lại một cái rất nhỏ dấu ấn. Tối nay hoặc là ngày mai, bí cảnh cửa vào lại ở chỗ này mở ra. Về phần có phải hay không linh hồ bí cảnh không xác định, tiểu lê nhất định ở chỗ này, xích. Huyết đồng tử, tối nay liền mở sau, hải điên đao khách ta đi trông coi đi ta vừa vặn muốn đi vào xích huyết đồng tử ta đây cũng đi 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 trước dễ dàng cua quẹo gặp phải yêu ta cảm thấy được ta lập tức phải chấm dứt năm nay hơn nửa năm độc thân tu chân sinh hoạt mặc ngôn tiên tử sau đó bắt đầu sang năm độc thân tu chân sinh hoạt xích huyết đồng tử nói vị trí sau hãy cùng giang tả không liên quan ngược lại có thể làm chỉ những thứ này đến khi hắn thủ là không có khả năng buổi tối không đi trở về, Tô Kỳ giết không được hắn, hắn buổi tối hoàn toàn là không có thời gian. Trừ phi ngày nào Tô Kỳ không ở nhà. Chính là cãi nhau, cũng phải về nhà, đây là thông thường, sau giang tả cũng chưa có để ý nữa bầy. Sắc trời cũng không kém, cũng nên trở về, ở giang tả sau khi trở về. Xích huyết đồng tử với hải biên đao khách liền bắt đầu tìm giang tả lưu hạ vị đưa. Trên đường xích huyết đồng tử hỏi hải biên đao khách người có phải hay không cũng dự định nuôi linh hồ hải biên đao khách đạo ngươi thật định tìm linh hồ xích huyết đồng từ gặm băng côn đạo dù sao cũng phải có song tu đạo lữ không phải là đạo tu không có mà tu cũng không có nhìn một chút linh thú cũng là tốt hải biên đao khách đạo ngươi sẽ không sợ ngày nào bị phá hiểu đạo hiệu ăn xích huyết đồng từ có chút không nói gì sau đó nói phá hiểu đạo hữu không phải nói ăn không ngon sao hải biên đao khách hải biên đao khách là thật không biết xích huyết đồng tử thích gì dạng trong bầy đều bị hắn hay không tuyệt các đại tiên tử hắn đều có thể chọn mắc lỗi toàn bộ đám người đều rất tò mò cuối cùng xích huyết đồng tử trở về tìm cái gì dạng tiên tử giang tả lúc về đến nhà sau khi thiên khai mới hát bất quá thời gian coi như sớm chủ yếu là đổi mùa trời tối có chút nhanh trở về thời điểm hắn vẫn thuận tiện mang một ít thức ăn trở về tô kỳ đề cho hắn mua nói mình quên mua một ít gì đó mua thức ăn thời điểm giang tả còn thuận tiện mua viên bình quả nhìn ăn thật ngon bình quả sau đó liền về nhà về nhà thời điểm tô kỳ đã tại nấu cơm giang tả vừa đi vào liền nghe được tô kỳ kêu ta thức ăn đâu rồi nhanh lên một chút nhanh lên một chút giang tả hiếu kỳ nói ngươi làm gì như vậy đuổi tô kỳ đạo mì xào a à, ăn cực kỳ ngon cái loại này giang tả còn có như vậy mì xào ăn cực kỳ ngon cái loại này vậy có phải hay không còn có đặc biệt khó ăn cái loại này bất quá giang tả cũng không để ý nhận lấy thức ăn tô kỳ lại nói vừa mới muốn mua con cá trở lại nấu canh chua cá nhưng là phát hiện tài nấu ăn không đủ nấu chưa khỏi hẳn ăn lần trước ta đều đi thỉnh giáo đậu hủ ông chủ hắn lại không dạy ta nói cái kia không làm cá đừng tưởng rằng như vậy sẽ để cho hắn đổi làm cá giang tả có chút bất đắc dĩ ngay từ đầu đậu hủ ông chủ chỉ làm đậu hủ sau đó bởi vì vịnh tê nhục lại thêm làm đồ ăn bây giờ dường như đánh chết không làm cá lại tiếp tục như thế cái kia đều phải làm cơm tiệm mở bất quá tĩnh nguyệt tỷ quá đáng hơn lại muốn băng đường hồ lô không làm sẽ không làm chứ lại không chuyện giang tả nói nhưng là ta nghĩ rằng học a, à, không được, lần sau trở về được để cho sư phụ ra tay. Ít nhất phải dạy ta làm gì đồ ăn ngon, ăn ngon đi. Tô Kỳ quyết định, mặc dù nàng không phải là cái gì tiên trù. Nhưng là nàng liền là muốn nấu cơm a, à, cái đôi này cũng không thể ngày ngày kêu bán bên ngoài. Ngày ngày đi ra ngoài ăn đi. Không thể nào, chỉ cần có nàng ở tựu không khả năng, thật ra thì để cho đậu hủ ông chủ dạy Tô Kỳ thật dễ dàng bất quá ra vị cái gì cơ bản đều là tu chân giới mới có chứ như vậy thì không giàu nhân ái vậy còn không nếu như để cho chung dịch dương dậy lúc này giang tả liền nói ta biết một vị đồng nghiệp làm đồ ăn rất tốt đến lúc đó ta đi thỉnh giáo hắn xuống cho ngươi viết cái cặn kẽ công thức nấu ăn giang tả lúc trước cũng có công thức nấu ăn nhưng là bị hắn xé công thức nấu ăn đều là gạt người hắn mạnh như vậy đều không học được tuyệt đối là công thức nấu ăn nguyên nhân rác dưới công thức nấu ăn lầm hắn thiên tư nghe được giang tả nói tô kỳ liền cao hứng nói thật sao bất quá rất tốt là thật tốt có lão bà ngươi được không giang tả vô thần nhìn tô kỳ sao cái gì trả lời thế nào